Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa hội chúng, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch năm Quý Mão. Chúng ta có duyên để học tiếp tục bản kinh Hoa Nghiêm. Mình đang học lỡ dở phẩm thập địa thứ 26. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp. Liền siêu năm điều sợ, chẳng sống, tiếng xấu, chết, ác đạo, chúng oai đức. Vì chẳng tham chấp ngã và chấp ngã sợ, các Phật tử như đây xa rời năm điều sợ, thường thực hành đại từ, luôn kính tinh tùy thuận, đủ công đức tàm quý, ngày đêm thêm pháp lành, thích thiệt lợi chánh pháp, chẳng ưa học dục lạc, tư duy pháp đã nghe, rời xa hạnh chấp trước, chẳng tham cầu lợi dưỡng, chỉ thích Phật Bồ Đề, nhất tâm cầu Phật trí, chuyên rồng không niệm khác, tu tập ba la mật, xa rời vua dối gạt, thực hành đúng lời Phật, an trụ trong thiệt ngữ, chẳng nhơ nhà chư Phật, chẳng bỏ giới Bồ Tát, chẳng thích những thế sự, thường lợi ích thế gian, làm lành không nhàm đủ, thêm cầu đạo tăng thắng, ưa thích pháp như vậy, tương ưng nghĩa công đức. Đây tiếp tục cái phần kệ Bồ Tát Kim Cang Tạng nói về cái công hạnh của một cái vị được vào sơ địa. Ở đoạn trước chúng ta thấy là nó nói tới đấng cứu thế vô thượng có bao nhiêu trí huệ, bực này tôi sẽ được ghi nhớ sanh hoan hỷ mới vào bậc sơ địa. Tức là cái vị một vị mà bước vào sơ địa luôn là có cái trí cầu trí vô thượng, đạt được cảnh giới giác ngộ giải thoát tận cùng thì các vị mới chịu yên. Nhưng mà bước vào sơ địa thì tất cả những trí huệ tu chứng của chư Phật đó là các vị đều thấy, đều thấy, đều biết, nhưng mà chưa chứng thôi, như kỳ rồi mình đã nói rồi. Như vậy là bước vào được bậc sơ địa thì không có năm điều sợ, tức là sợ mình không có sống. Sợ không sống là sợ làm sao ta? Nói sợ đầu tiên là cái sợ không, sợ chẳng sống. Có nghĩa là như mình á, bây giờ mình thấy cái mạng của mình nó ngắn ha. Mình sợ mình chết, sợ chẳng sống có nghĩa là sợ chết. Giống giống cái nghĩa đó, nhưng mà cái sợ chết nó lại là một cái chuyện khác nữa. Mình không kéo dài cái mạng sống của mình, nó ngắn ngủi. Trong khi đó là những người hiểu biết Phật Pháp được thấy được cái bất sanh bất diệt. Như vậy là một vị Bồ Tát sơ địa họ đã nhập trong cái đại thể bất sanh bất diệt rồi. Cho nên họ hết cái sợ không còn trường tồn vĩnh cửu ở nơi mình. Cái sợ chẳng sống nó khác với cái sợ chết nữa.
Ra ở đây nguyên câu này có cái câu đầu là sợ chẳng sống, câu sau là sợ chết. Mình thấy nó cũng cùng là một nghĩa, nhưng mà không phải nghĩa, nó khác nhau tuyệt đối luôn. Thì khi mà một vị đã chứng được sơ địa là người đó đã nhập trong cái đại thể bất sanh bất diệt. Cho nên cái việc mà không còn trường tồn, không còn sống mãi đó là không còn sợ nữa. Tại vì đã thấy hồi xưa, ví dụ như bây giờ cỡ ngang như mình đi, mình đang tu, mình có thể mình học, mình hiểu là mình có cái tự tánh bất sanh bất diệt, nhưng mà mình sống không có được thì lúc này là mình đang sợ không sống được với cái đó rồi. Đó thì gọi là sợ. Cái sợ đầu tiên là sợ chẳng sống, tức là sợ mình không thể sống được với cái tự thể bất sanh bất diệt. Cho nên cái đó là nỗi sợ hãi của những người tu mà chưa có thấy, chưa có chứng được. Nhưng mà Bồ Tát sơ địa đã chứng được, đã thấy được và đã sống được ở cái tự thể bất sanh bất diệt, cho nên không còn nghi ngờ về cái sự sống bất sanh bất diệt của mình nữa. Tức là người này hoàn toàn không còn thấy mình bị sinh tử luân hồi nữa. Đó là cái đầu tiên gọi là sợ chẳng sống, không? Rồi sợ tiếng xấu. Thực chất thì với trí tuệ của các bậc đã giác ngộ tới sơ địa rồi á, thì không thể phạm sai lầm. Đây là một cái điều mà chúng ta phải thấy. Với trí tuệ giác ngộ, những cái bậc đã giác ngộ rồi thì không bị cái nghiệp che tâm, cho nên không bao giờ nghĩ sai, nói sai và làm sai. Họ rất là rõ ràng, rất là tường tận cho từng cái suy nghĩ nhỏ nhiệm của chính mình, từng cái hành động và lời nói nhỏ nhiệm chính mình, tuyệt đối không còn sai. Cho nên không sợ tiếng xấu. Tiếng xấu là tại cái đầu người khác cũng đánh giá mình sai, họ nói sai. Không, chứ còn tự thân của tất cả các bậc giác ngộ không phạm lỗi cố ý hoặc vô tình. Chúng ta nên hiểu điều này, vô tình cũng tuyệt đối không có lỗi nữa. Thật ra những bậc La Hán chứng thánh quả rồi đi ngoài đường không có vô tình sát giống như người phàm phu. Cho nên người ta muốn thử là ta thả nguyên một cái bầy kiến bò ngoài đường, các vị nào đi ngang đạp biết người đó phàm phu. Còn các vị La Hán là tuyệt đối chuyện này không bao giờ xảy ra. Cho nên cái chuyện mà vô tình giẫm đạp côn trùng đó là còn không xảy ra. Thì như vậy là mình không có dùng từ là các vị đã kiểm soát được tự tâm theo cái nghĩa phàm của mình, mà các vị đã tỏ rõ cái tự thể thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu, các vị đã chứng được cái thánh quả rồi, thì cái lầm mê của ngã chấp tuyệt đối không còn một tí móng khởi nữa. Thì làm gì có chuyện sai lầm. Cho nên đồn đãi nói xấu là cái chuyện của họ nói, cái miệng của họ, cái đầu của họ nghĩ, cho nên họ nói. Chứ còn bản thân các bạn các ngộ là tuyệt đối không có sợ tiếng xấu, không có sợ thị phi. Vì thị phi chỉ là cái chuyện nói đúng nói sai của người thế gian theo cái tâm của họ. Bây giờ mình cũng phải tự kiểm lại coi. Ví dụ như mình nhận định một người khác, thì bằng cái gì mà để mình nhận định? Bằng kiến thức của chính mình. Chứ mình chưa bao giờ vượt qua khỏi kiến thức của mình để mình thấy người khác, đúng không? Tôi thấy người đó là thế này, tôi thấy người đó là thế kia, tôi thấy người đó là thế nọ, thế này, thế kia, thế nọ là cái gì? Là cái sự hiểu biết, cái sự học tập của mình, cái kiến thức mình hiểu về con người. Ví dụ mình đánh giá một ông thầy thì mình phải dựa theo cái oai nghi mà mình đã được học, đã được đọc gì đó, mình đã được học, nó được đọc rồi. Cho nên mình đánh giá người khác là dựa theo cái tri kiến, cái hiểu biết của chính bản thân mình, chứ chưa bao giờ mình thấy người đó đúng như thật của họ. Ai thấy nổi? Ai thấy nổi được ai? Mà phải hỏi một câu vậy đó. Ai thấy hỏi được ai? Ngay cả cái bản thân của những cái người mà chưa giác ngộ á, họ còn chưa biết rõ chính bản thân họ là ai, huống chi họ đánh giá người khác. Cho nên là những cái bậc trí tuệ không phải sợ mày. Ví dụ cái từ ngon lành là không phải sợ tiếng xấu. Tất cả những bậc giác ngộ đều đủ cái tuệ nhãn, đủ cái tuệ giác để có thể thấu suốt chân lý. Thành ra những suy nghĩ, lời nói của các vị đều hiển hiện chân lý nhiệm màu, không có cái chuyện sai lầm khác. Cho nên đánh giá tốt, đánh giá xấu là chuyện của thế gian, chuyện của người chưa hiểu biết. Và tới đây mới gọi là không có sợ chết nè. Cái thứ ba là không có sợ chết nè. Vì đã nhận chân được cái tự thể thanh tịnh trường tồn bất biến rồi.
Và các ngài luôn sống ở cái cảnh giới bất sanh bất diệt. Cho nên cái chuyện sống chết đó, có nghĩa là mỗi khi mà các vị đi xuống bất kỳ cõi nào, ví dụ như các vị Bồ Tát xuống cõi của mình, thì đương nhiên là trước khi xuống đây là biết mình sẽ sống bao nhiêu năm. Chuyện đó là biết chắc, thì đừng nói là không biết, tới hồi chết mới hay là không phải là Bồ Tát rồi. Những mà giác ngộ đó, đi các cõi là biết là xuống cõi đó là sống bao lâu. Biết chắc vậy rồi, cho nên là quỷ thần có hiện ra hay là người ta gây áp lực, thậm chí người ta giết, ám sát, người ta thuốc độc, các vị này không sợ, tại tôi biết là sống tới chừng đó là thì sống chừng đó, cái chuyện của thế gian không đủ sức để làm, mặc dù là mang cái thân phàm, ở cõi phàm, thuốc độc cõi phàm có thể giết thân phàm, nhưng mà các vị Bồ Tát nếu muốn duy trì thì chấp hết luôn. Ngon vậy đó, thuốc không phải chết, thuốc bị chết thì không phải Bồ Tát. Nhưng mà cũng bầm dập, cũng trình lên trình xuống thì có, nhưng mà chết là khó lắm, không có lấy mạng những bậc giác ngộ được. Tại vì thứ nhất á, là vẫn để cho họ tạo nhân quả thiện ác với mình, nhưng mà không để cho họ xúc phạm tới thân của một vị thánh. Vì nếu mà một vị thánh để cho họ phải thuốc chết là họ bị đọa nặng lắm, khó cứu lắm á. Cho nên vì lòng từ vẫn cho mi gieo cái duyên thiện ác để rồi có thể gặp nhau kiếp khác cứu mi. Nhưng mà phải chết dưới tay nó là nó sẽ đọa rất là sâu, khó cứu vô cùng. Cho nên các vị phải giữ cái mạng của mình không bị chết bởi những cái loại linh tinh. Thuốc độc, ám sát, tất cả những chuyện đó là không thể được. Tại vì nếu mà buông tay để đi một cái là cái tội nặng ghê lắm. Tội người đó nặng ghê lắm. Nhưng mà cái việc mà không phải là buộc phải giữ, nhưng mà vì lòng từ mà muốn giữ cái mạng này bao lâu thì mình giữ, cho nên không có tác nhân xấu mà có thể hãm hại được. Nghĩa là muốn buông tay là không phải vì lý do bị thuốc độc hay là bị ám sát hay là bị bất kỳ cái gì. Nếu các vị muốn giữ thì những cái chuyện đó không bao giờ xảy ra. Mặc dù thấy thì như chết, nhưng mà chết không nổi đâu. Không phải sợ chết. Và có thể uống thuốc độc, có thể bị trúng độc như người bình thường. Như người bình thường, nhưng mà cái lực sống á, của họ không phải vì họ vì nghiệp mà họ mang thân này. Nên nhớ điều này, các vị Bồ Tát không mang thân này vì nghiệp, cho nên không bị đền trả bởi nghiệp báo. Nói chơi chứ không có đâu. Nhưng mà không muốn làm gì thì mình không có biết. Chứ còn phải chết đó là không có lo rồi. Tại vì biết rõ là nhận thân này xài bao lâu và xài bao lâu là quyền của các vị nữa. Ví dụ như bây giờ là hồi đầu cứ nghĩ là xuống đây 60 năm, 70 năm, nhưng mà 60 năm, 70 năm còn thấy có lợi ích cho cái cõi này thì thôi kéo dài dài trăm năm nó cũng được, không sao hết đó. Chứ đừng nói dài chục năm, nó chứ là chuyện bình thường. Cái chuyện sống và chuyện chết là tất cả các bậc giác ngộ đều làm chủ. Cho nên không phải là thọ mạng, mà ví dụ như cái hồi xuống cũng đã ký kết gần như là có một cái tác ý và tất cả chư thiên các cõi đều biết, nhất là thiên ma ba tuần rất là rõ ràng. Vị Bồ Tát là hồi đầu xuống đây là nói nhận cái thân này 80 năm, là đúng 80 năm là tới nhắc nhở. Và ngay phút nhắc nhở có người cầu xong tẹp, không có người cầu mới đi. Đây là cái việc rất là rõ ràng của các bậc giác ngộ. Cầu xong tẹp, tức là ngay cái phút mà hết thọ mạng, khi mà giống như là hết hợp đồng thì đã có ký hợp đồng tiếp. Ký hợp đồng tiếp thì sống. Thì phải có người cầu, tự ý không được kéo dài nha. Mặc dù là khả năng kéo dài tới bao lâu cũng được, nhưng mà không tự ý kéo dài, đó là luật à, đó là quy luật của vũ trụ này. Nhà muốn là phải ký hợp đồng mới. Một là chư thiên hiện ra, hai là đệ tử gì gì đó, đại khái là cái phút 99 đó đó. Nghi phút 99 đó mới linh. Cho nên mình lấy rõ chuyện của Đức Phật. Đức Phật đó nói anh An ba lần, anh An còn biết luôn, anh An cũng có biết cầu. Phải chi lúc đó anh An là thưa Đức Thế Tôn, là chúng con còn ngu muội, cái việc mà giác ngộ giải thoát của con chưa xong, mà chúng sanh các nơi đều rất là cần ngài, thỉnh ngài trụ thế lâu dài luôn. Nói một câu một lâu dài thôi là không biết bao nhiêu tỷ năm. Là bây giờ Đức Phật còn nguyên á. Nhưng mà tại anh An không có chịu thỉnh. Đó thì vậy là coi như cái việc mà tất cả các bậc giác ngộ khi
mà đã giác ngộ toàn trị rồi á, thì không còn bị trở lui trạng thái này nữa. Cái câu mình nói tới nói lui đó là tiếng hóng siêu tử của tất cả các bậc thánh. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, không còn trở lui trạng thái này nữa. Đó là tiếng hóng siêu tử giữa cái rừng mê sanh tử muôn vạn kiếp của tất cả các bậc thánh đệ tử của Đức Phật. Chúng ta phải thấy điều này. Khi ai mà nói được câu này thì biết là xong thiệt rồi đó. Vì vậy là từ đó trở về sau, lui tới trong sanh tử, tức là mượn thân để xài, chứ không phải nói chuyện sống chết. Với các vị là không có bàn cái chuyện sống chết trong một kiếp nào đó. Ví dụ như kiếp nhân sinh của mình, không có bàn. Tại vì đối với các bậc thánh, cái đời của mình 80 năm, 100 năm nó là một cái gì nó nhỏ lắm. Không, rồi mình nói rồi, nó nhỏ còn bằng một phần ngàn của cặp mắt người phàm mà nhìn con thiêu thân bay vô bóng đèn chết nữa quý vị, tên luôn, nó nhỏ lắm. Đương nhiên vẫn coi trọng cuộc sống của chúng sanh. Họ tại vì họ thấy cái thân của họ là thiệt, cho nên họ sống là thiệt, họ chết là thiệt, họ khổ là thiệt, họ vui là thiệt. Và chư Bồ Tát xuống muốn nhất thức cái này không phải là cái thiệt là cái khác. Đơn giản là vậy, chứ mình không có nghe, mình không tin. Nên là cố gắng mà nhắc đi nhắc lại hoài chỉ có chuyện duy nhất đó thôi. Chứ còn nói là phải làm một cái gì để duy trì mạng sống là tuyệt đối không bao giờ có nơi tâm của những bậc giác ngộ. Vì họ biết rất rõ và họ làm chủ được cái việc sống chết của tất cả các sinh mệnh thọ nhận trong các cõi để cứu chúng sanh. Chúng ta phải nói rất là rõ ràng như vậy. Tới bất kỳ cõi nào đều làm chủ cái cuộc sống của chính họ và làm chủ cái việc bỏ cái thân phàm đó. Phải dùng từ là rất rõ ràng về việc làm chủ. Không có cái chuyện mê lầm đâu, hồi nhỏ mê không biết là giả bộ hay thiệt thôi à. Chứ còn lớn lên là tự tất cả mọi thứ rõ ràng mà không cần phải thêm công phu nào. Không cần đâu, nói vậy chứ không có cần thêm công phu nào hết. Cái chuyện mà lấy thân bỏ thân, xài thân hay là không xài tiếp là chuyện cái quyền của các vị, quyền tuyệt đối. Đó gọi là quyền tuyệt đối, không ai xâm phạm được nha. Nói vậy chứ mà cũng không ai xâm phạm được đâu á. Bị xâm phạm là không phải đâu. Nhiều khi làm gì giả bộ gì thì mình không biết, thánh ý khó lường. Chứ còn xâm phạm tới sinh mạng cũng không được nữa. Các vị mà nếu muốn giữ, các vị hộ pháp luân thiên giữ, chúng ta thấy kinh hồn lắm. Chúng ta dùng cái từ là kinh hồn lắm, thế gian không hiểu nổi đâu. Họ có thể quật ngã bất kỳ ai nếu mà muốn xâm phạm tới một cái thánh thân của một cái vị giác ngộ. Đây là chuyện mà chúng ta không tưởng nổi trong cái cõi giới vô hình. Cái lực hộ trì của các vị luân thiên hộ pháp nó lớn lắm, nó lớn lắm. Chúng ta ít có khi nào mà khó có khi nào mà đủ trí tuệ, đủ thiền định để có thể hiểu biết điều này. Và cái nữa là không có sợ ác đạo. Lui tới địa ngục như trò chơi. Đừng nói là các vị không tới địa ngục. Tới địa ngục là bây giờ là tới để cứu mấy ông ở đó. mấy người ở đó thì xuống cứu đúng mấy người đó rồi đi ra. Còn giả bộ cái thân mà gọi là hành hạ này nọ nơi kia là ứng hóa thân tạm thôi, chứ còn thực chất là muốn chịu chung cái đau khổ với một người mà mình muốn cứu. Thành ra bắt buộc xuống địa ngục, chứ đâu có khi nào mà ngồi trên trời đợi mấy thằng cha địa ngục lên trển thuyết pháp đâu. Chờ nó chừng nào. Nhưng mà về nhân quả, tôi nói là rất là hay các vị giác ngộ. Các vị thấy rất rõ về nhân quả của một chúng sanh đang ở bất kỳ cõi nào đến lúc giác ngộ rồi. Thì Phật và Bồ Tát liền xuất hiện để nói lời giác ngộ cho họ nghe, khai thị cho họ thấy được đạo lý. Đây là cái điều mà không bao giờ có của bất kỳ đạo giáo nào. Chúng ta dám khẳng định một câu như vậy. Chỉ có những cái bậc thánh đệ tử của Đức Phật và những cái bậc giác ngộ như Đức Phật thì mới làm chuyện này thôi. Người thấy rõ tướng tội phước mới làm chuyện này thôi. Còn lại là những người khác là tưởng tượng và ảo tưởng thì có, chứ còn nói cái chuyện này là không bao giờ họ có cái khả năng này. Không bao giờ có cái đủ cái từ tâm, tức là về trí tuệ giác ngộ và từ bi ở một cái bậc giác ngộ. Trí tuệ thấy tới đâu, chúng sanh đau khổ như thế nào, cần phải cứu độ như thế nào, rất rõ ràng ngay giờ phút đã giác ngộ rồi.
Cho nên cái việc lui tới ác đạo á là việc giống như mình cởi ngựa dạo hoa viên chơi vậy, không sợ hãi. À, trong năm cái sợ trong đó có sợ ác đạo, nhưng mà các bậc giác ngộ tuyệt đối không sợ ác đạo. Vì sao? Vì làm chủ tam giới này rồi. Cho nên cái chuyện mà ra vô tam đồ ác đạo như là ra vô nhà của mình. Thích ở chơi mấy bữa, không thích thì vô thăm chút đi. Không nào làm gì hết đó. Là ra xuống địa ngục cũng làm chủ. Mấy cái ông mà gọi là gì quản lý cõi u đồ gặp thấy thì biết, chứ không phải là không biết. Và các vị cũng lui tới một cách bình thường, tại vì họ cái quyền năng á, cái quyền lực của các cái cõi thấp á, không có đủ cái sức để có thể áp đặt cái quy lực lên các bậc giác ngộ. Không có luật nào trong tam giới này có thể áp đặt những bậc giác ngộ cả. Đó mới gọi là giải thoát, hiểu không? Còn mình có thể bị chụp cái mũ này mũ kia. Tức là làm người là phải như thế này, làm súc sanh là phải như thế này, xuống địa ngục là phải như thế này, tới ngạo quỷ là phải như thế kia. Cũng có ví dụ như là hiện thân là thành con quỷ đói đang ngồi trên bàn trong. Thì như vậy là nếu như muốn thọ của trời cúng dường là ông trời để thích bay xuống dân cái bát cơm, các vị ngồi bằng trong ăn tự nhiên, không cần chú khai ức hồi hết. Làm chủ tuyệt đối tất cả mọi cái sinh hoạt, khi đi tất cả các cõi, làm chủ tuyệt đối tất cả mọi sinh hoạt. Chúng ta nói rất là rõ vậy, tất cả những sinh hoạt sống hoặc là chết theo cái nghĩa của người phàm thì các vị giác ngộ đều làm chủ một cách tuyệt đối, tuyệt đối. Không ai có khả năng tác động được, không ai có khả năng xoay chuyển được. Mình nói kiểu thế gian thích là không thích thôi á. Thích thì sống, không thích thôi á. Chứ còn các vị đừng nói là có ai có thể ngăn trở cái việc mà gọi là quá độ lợi ích chúng sanh của các Bồ Tát. Không ai có được cái quyền đó hết đó. Và ngoài cái việc mà các vị đi xuống đây đâu phải đi mình đâu. Tôi nói chỉ cần là riêng từng vị đi thôi nha. Tức là khi mà chúng ta chưa có thấy cái việc mà một vị mà vừa chứng thánh quả La Hán là bao nhiêu vị hộ pháp hộ vệ, bao nhiêu vị mà một vị hộ pháp đó đó hả, chấp hết các binh tướng của cõi trời. Không có nhúc nhích được luôn á, kinh khủng lắm. Thật ra là khi mà các vị vừa chứng thánh quả La Hán rồi á, thì cái lực lượng hộ pháp để gìn giữ, bảo hộ, để theo và phò trì thọ học á, là chúng ta đã thấy nghìn trùng rồi, đi không hết, đi không sể rồi. Lực của tam giới là như thế. Thật ra là các vị có đi cõi nào thì cái lực lượng đó cứ mãi mãi đi theo, mãi mãi thăng tiến, không bao giờ dừng. Trời ơi, được phò trì một vị thánh không đơn giản đâu. Không có đơn giản đâu. Cho nên là họ mãi mãi đi theo chân để họ được phò trì, để tăng được cái phước báo, để học hỏi, để tăng được trí huệ, tu tập, để tăng được thiền định. Tức là hưởng đi theo mà hưởng những cái thánh, cái thánh quả của những vị thánh đó, nó ban phát để truyền qua cho những cái vị mà hộ pháp luân thiền. Chúng ta thấy cũng là một cái sự gì đó, giống như là một sự ký kết lâu dài, nhưng mà thực chất không có. Các vị luôn luôn là như vậy. Trong cái thế giới của các vị hộ pháp luân thiền đều là những cái thế giới của những bậc giác ngộ, và cần phải gìn giữ những cái bậc giác ngộ để lợi ích chúng sanh trong các cõi, thì các vị rất là, phải nói là rất là rõ ràng, rất là rành mạch trong tất cả những chuyện lui tới trong ba cõi. Vì vậy là ác đạo đối với những bậc giác ngộ là không có ở nơi tâm. Nên nhớ là không có nơi tâm các bậc giác ngộ. Mà vì lòng từ để cứu độ ba cõi nên lui tới mà thôi, chứ còn không có tâm cũng không có nghiệp ở trong này. Chúng ta phải xác định rất rõ như vậy. Cho nên lui tới ba cõi này là đi cứu người. Giống như bây giờ có một cái tận thiên trai nào đó, cái mình có đủ tiền, có đủ phương tiện để mình đi tới cái vùng đó để mình giúp người ta. Tới đó giúp xong rồi mình đi về, tự do đúng không? Không có bị ràng buộc.
Thì các vị Bồ Tát lui tới các cõi cũng giống như vậy. Rồi cái nữa là không có sợ cái oai đức của chúng. Ở đây mình thuộc cái loại mà điếc không sợ súng thôi. Chúng này đi ngang, cái đi cành ngông cành nghinh, nó đi ngang nó không có rung, hiểu không? Như một chúng thực tu á, cái oai lực của họ kinh khủng, đố ai mà dám đi ngang cành ngông cành ngông. Không có chuyện đó đâu. Đi sau lưng đó còn phải khép nép e dè. Đức chúng như hải mà. Cho nên bữa nào chúng ta nói cái vụ thanh tịnh tăng thì không nói, nói cái vụ này mới thấy cái chuyện nó kinh hoàng. Chúng ta không bao giờ tưởng nổi cái đức của chúng khi hội tụ như cái chúng mà chúng tăng mà thanh tịnh một cái rồi hả quý vị, đi ngang ngoài đường đó, cũng phải bị giật giống như điện giật luôn. Không có đơn giản đâu. Đức chúng như hải mà. Thành ra cái oai đức của chúng là một cái oai lực thực sự lớn. Và nếu như trong chúng nó có một người thanh tịnh là bao nhiêu vị Long Thiên Hộ Pháp họ hộ trì rồi, huống chi là trong chúng nó có một người chứng quả là kinh khủng. Cái lực lượng hộ trì chánh pháp, lực lượng hộ pháp họ nó đầy ngập, cho nên không có dẫn chơi được đâu. Thành ra là mình nói là nhà hồi trước mình nói tới nói lui các vị thánh rồi là an quốc độ. Cái tâm an quốc độ thực sự là không phải vì đó dùng cái lực của mình an đâu, mà cái lực lượng hộ vệ để làm yên cái vùng đó. Mình thấy giống như cái gì đó, cái chương trình APEC gì của mình trước đây đó đúng không? Tổng thống Mỹ chuẩn bị qua thì cái lực lượng nó tới, nó thăm dò đường xá, kiểm tra khách sạn, đứng chỗ này ngắm, đứng chỗ kia ngắm, coi là sự nguy hiểm nó có tới hướng nào, phải cần cái gìn giữ bảo hộ làm sao để cho tổng thống được ngủ yên. Đúng không? Đó là cái chuyện cõi phàm. Cái chuyện cõi thánh còn gấp hàng tỷ lần như vậy. Chúng ta phải dùng cái từ như vậy đó. Thành ra là nếu như một cái đạo tràng nào đó từ 100 người trở lên, từ 100 người trở lên thì vậy là trở thành một cái gì? Trở thành một chúng có đủ oai đức rồi. Cái gì không có tưởng tượng đâu. Nếu mình là cái người mà thật sự mà phải dùng cái từ gì ta, chúng ta thọ giới rồi á, thọ giới Phật rồi á, chúng ta đắc giới pháp của Đức Phật rồi, tức là chúng ta chính thức ở trong ngôi nhà Tam Bảo rồi. Đây tôi chỉ nói những người đắc giới pháp thôi, nhưng mấy người không đắc giới pháp họ không cảm nổi cái lực kinh khủng này đâu. Quý vị chỉ cần đi ngang một cái bậc mà có oai đức á, một vị thôi, quý đố quý vị bước ngang được. Cái chân nó không có cho phép mình đi, phải đi bằng đầu gối sụm xuống để bò ngang á. Tôi nói là khi mà quý vị thọ giới, quý vị đắc giới thôi nha, chưa nói là cái chuyện công phu khác nha. Ở cái oai lực, cái oai đức của đại chúng là một cái gì không thể diễn tả được, mà ngay cả chư thiên bay ngang trước mặt là phải dừng lại để tìm cái đường bay bọc sau lưng, không dám bay trước mặt, không có dẫn chơi đâu, đừng có nói người phàm. Ngay cả các vị chư thiên, bây giờ ví dụ như có một vị thánh ngồi đây, chư thiên lỡ bay cái vẹo là cao hơn vị thánh là ngồi đây, phải đứng lại á. Vị nào mà ngon bay qua một cái rồi biết, sách gói hả, đi lại không biết bao nhiêu ngàn năm. Không dẫn chơi, cái cõi âm nó kinh khủng lắm, mình không có biết cái chuyện này. Cho nên quý vị thấy là mỗi một cái lễ mà thường những cái lễ lớn á, các vị thôi bây giờ mình nói cái lễ thọ đại giới đi, đại khái đó là một cái lễ lớn á, thì các vị đều phải kiết giới tràng, cái ăn cư các hạ cũng kiết giới tràng, gọi là kiết cái cương giới. Thì là cái mấy vị mà kiết giới tràng, mấy vị tưởng tượng nha, ví dụ như mấy vị phóng tâm tưởng tượng là từ cái chỗ của mình ngồi ra hướng bắc cách bao nhiêu km, hướng đông bao nhiêu km, hướng nam bao nhiêu km, hướng tây bao nhiêu km, thì Long Thiên Hộ Pháp sẽ giữ trong cái vùng đó đó, quỷ ma không có được mò vào đâu. Là cái cương giới của các bậc có đức á. Quý vị chỉ cần là ổng tưởng tới đâu là cương giới thôi, là đó trở thành một cái dòng thành thực sự để cho những cái giới tử ở trong đó được yên ở, để thọ giới pháp của Đức Phật.
kinh lắm, không có giỡn. Nhưng mà nhiều khi mình không hiểu mấy cái này, không hiểu mấy cái này, ví dụ mà tu có tu mật tông mới bị hiểu. Hợp vô một người bình thường thôi nha, ví dụ như là bữa đó mà thọ cái giới quán đảnh của tầng 1, thì những người mà được tên, được tuổi để leo lên tầng 1 này mà thọ lễ quán đảnh, còn lại hả, lên coi chừng học máu ở ngoài hành lang á. Những cái đàn pháp mà quán đảnh của các vị mật tông chúng ta thấy là kinh khủng lắm, không có đơn giản đâu. Không có gì mà bước vô coi ké, không có chuyện đó, không có chuyện đó đâu. Tới hành lang thôi là đã có chuyện rồi, đừng có nói chuyện khác. Thì vậy là ở đây chúng ta dùng cái từ là chúng oai đức. Ở đây là cái phần thứ năm không có sợ của một cái vị sơ địa Bồ Tát, là không có sợ cái chúng oai đức. Có nghĩa là gì? Tại vì chứng sơ địa đức cũng đã trùm mà. Có không ai oai đức hơn trừ Đức Phật, các vị thánh. Thì vậy là Đức Phật và tất cả các vị thánh chúng mà có mở tâm để cho cái vị này xuất hiện trong chúng hay là không mở tâm thì mình cũng đã biết. Nhớ chưa? Nhưng mà tất cả các vị thánh không có lỗi, cho nên oai đức cỡ nào thì các vị cũng thấy bình thường. Mình có lỗi thì mình đi rung lập cập. Đúng không? Nó giống như một người mà chuẩn bị đem ra tòa xử hơn với nhiều cái lỗi, tòa chuẩn bị tuyên án đứng rung 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 rung. Những người có lỗi mà đi ngang những người có đức đều bị khiếp sợ. Tại vì sao? Mình nói đây cũng nhiều lần mình nói về cái quy luật. Đúng là quy luật. Mỗi một người như mình nó có một cái tầng hộ vệ rõ ràng lắm. Ông bà nhà xưa mình nói cái giai giáp gì đó, từ lâu nói kiểu thế gian ấy, nhưng mà thực sự là mỗi người có một tầng hộ vệ. Và cứ mỗi lần chúng ta tu tập phá vỡ một tầng vọng chấp, chúng ta thăng một tầng tâm linh thì thay đổi một tầng hộ vệ. Mình hiểu như vậy, đó là quy luật thật sự trong ba cõi này. Cho nên chứng ở quả nào sẽ có một cái tầng hộ vệ của quả đó. Mình ví dụ đơn giản là giống như ông trưởng ấp rồi đi, có gạt là co nhỏ nhỏ đi theo chơi, đúng không? Nhưng mà chủ tịch xã thì sẽ có một người khác, chủ tịch huyện đi ra có nhiều khác, chủ tịch tỉnh đi ra có người hộ vệ khác, và chủ tịch nước đi ra đường là có người hộ vệ khác, tầng bậc rất rõ ràng. Thì trong thế giới tâm linh cái này cũng rất rõ ràng. Ví dụ nha, tự dưng cái mình nổi khùng, mình chửi một cái người có đức, cái mình về mình bệnh, mình không biết vụ gì á, bệnh trị không được luôn á. Không phải chuyện chơi đâu, hoặc là gia đình mình làm ăn khó khăn để mình phải khổ đau cái gì kinh khủng lắm, không có đơn giản đâu. Cho nên trong kinh nói là cái gì? Phỉ báng một cái bậc hiền thánh giống như ngửa mặt lên trời mà phun nước bọt vậy đó. Nhưng mà nhiều người không có biết cái chuyện này. Và khi họ khổ quá rồi, có cái khi chỉ cần một ý niệm xúc phạm thôi là đã bị đọa. Chúng ta nhớ cái chuyện của một cái vị A-la-hán. Có cái tiếng tụng kinh nó thiệt là cũng hơi bị khó nghe. Có một vị tỳ kheo đi ngang cái phòng của vị A-la-hán, nó chỉ cần tác ý thôi, tiếng tụng kinh rầm rầm giống như con chó rền. Trời ơi, ổng ngưng liền. Tại vì tất cả những suy nghĩ đều bị nhận biết, cũng ngưng liền, cũng kêu lại, đứng lại, quỳ dưới chân ta sám hối ngay tại chỗ này. Vị tỳ kheo kia, vị gì thần lực của một vị thánh, cho nên quỳ cái kịch xuống lại sám hối. Có một cái tác ý xấu như vậy, con thành tâm con sám hối xin người tha thứ cho con. Thì vị A-la-hán cũng tha thứ và chú nguyện, nhưng mà vẫn không thoát. Vẫn không thoát, một tác niệm thôi, 500 kiếp làm cho. Đó, oai đức á, chúng ta nghe cái từ oai đức á, chúng ta phải hiểu tới cái chỗ này chứ không là nguy hiểm đời mình thôi. Nhiều khi mình nói cái kiểu mà ngang tàn cà chớn của mình, mình nói coi ai ra gì. Lỡ mà cà chớn nghĩ cái mồm thánh cái là thôi, không biết làm sao mà cứu. Không có cứu kịp đâu. Không cứu kịp, một tác niệm nhỏ cho một vị thánh thôi là 500 kiếp làm chó. Thì quý vị tưởng tượng những cái bậc oai đức mà mình lỡ xúc phạm một lời thì nó sẽ tới đâu. Nhưng chúng ta không có hiểu nổi điều này. Cho nên những người đã hiểu rồi, quý vị thấy không? Họ rất muốn được một lần đảnh lễ một cái vị có oai đức lớn.
Nếu ví dụ như mà nghe nói Ấn Độ đi, mà có một cái vị nào xuất hiện ở đây cũng phải qua bển để lại. Thậm chí là bây giờ chúng ta thấy rõ ràng là mình rất muốn đi tới đảnh lễ cái nơi thành đạo, cái nơi mà Đức Phật đã từng đi qua, đúng không? Nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, nơi Đức Phật chuyển Pháp Luân, nơi Đức Phật thuyết Pháp, tất cả những cái điều đó mình muốn một lần để được đảnh lễ. Vì sao vậy? Vì cái oai đức đó đó. Mà trong kinh Đức Phật nói là chúng sanh nào khi mà ta không có hiện thân ra đời mà đầy đủ cái thiện duyên để có thể đảnh lễ những cái nơi mà ta đã từng lui tới. Cặn kẽ nhất là bốn cái điểm động tâm là nơi thành đạo, nơi thuyết pháp, nơi nhập niết bàn và nơi chuyển pháp luân. Nếu ai một lần được đảnh lễ nơi đó là đời đời không còn đọa ác đạo nữa. Đó là đảnh lễ những bậc có oai đức. Và khi chúng ta gặp một cái bậc mà có đức thực sự, đức trọng quỷ thần kinh. Tôi quên cái vị thiền sư ở trong, hình như trong thời nhà Đường là phải. Ông phải thiền sư, ông là ông thầy nấu bếp bình thường thôi. Bữa đó nấu mệt quá mới đứng ra ngoài đường đứng chơi. Thì là cái ông quan huyện á, quan huyện quan phủ chứ không phải quan huyện quan tỉnh, đi ngang cởi ngựa đi ngang. Thì con ngựa vừa thấy cái là quỳ xuống liền, không đi. Nhưng mà ổng đánh con ngựa ổng làm ghê lắm. Thì thiền sư mới thấy đánh đau ngựa, nói là cái loài thú mà còn biết được kính trọng những người có đức, sao là người lại đuôi thế. Ông này ông nghe ông quản ông xuống lại liền. Rồi ngựa mới đứng dậy đi. Ở vị nấu bếp ở một cái thiền viện thôi. Đó thì vậy là nếu mà cái gọi là cái ở nói theo kiểu thế gian gọi là cái trực giác của mình đủ để có thể cảm được cái uy đức của những cái người có đức hoặc là cái đại chúng có đức, thì đó là một cái thiện căn rất là lớn. Rất khó có thể cảm nhận được một người có đức trước mặt mình, khó lắm. Mình vì tiền dị khỉ gì đó rồi mình coi mấy cái đó nó quan trọng, còn cái chuyện mà cái người có đức mình không có quan trọng đâu. Mấy ai mà có thể cảm được một người có đức đi ngang mình? Khó lắm, trừ trường hợp là mình thấy, mình biết, mình nghe đồn, mình gặp mặt rồi đó, thì cái chuyện đó là chuyện bình thường. Nhưng mà cái người mình chưa từng nghe, chưa từng biết họ là ai, mà thấy từ xa chân mình nó rung cầm cập rồi, đó là cái gọi là cái gì? Cái trực giác mình đủ lớn rồi, cái thiện căn mình đủ lớn để mình cảm được một cái bậc có đức đang trước mặt mình. Mà một người hay hồi xưa cái thánh chúng hồi xưa nó ghê lắm, chứ không phải như mình bây giờ vô chùa đông nghe nói 100.000 người mình đi ngang mình thấy bình thường. Thế cho quý vị mình đi ngang một cái số chúng mà xuất gia mà mình thấy bình thường, một là mình bị gì rồi, hai là chúng đó cũng chẳng có vị có đức nào. Ví dụ như bây giờ mình đi ngang một cái trường đại học Phật giáo toàn là những tăng ni trẻ thì mình thấy nó bình thường lắm. Mà đi ngang một cái trường hạ với tất cả những vị lão tổ tu ở trong đó, ngon đi rồi biết. Đi ngang rồi chúng ta sẽ thấy. Đó là gọi là cái oai đức, chúng có oai đức. Tức là những người mà có đức mà họ tu, họ tập trung là một cái chỗ rồi là trời người cũng phải nói là kinh khiếp. Thì đó mới nói là cái đức, cái oai nó lạ lắm. Oai đức nó là cái gì? Hồi nãy mình nói chưa hết à. Khi mình ở cái tầng tâm linh thấp thì dễ thấy thôi, mình đụng cái gì mình cũng dính, đúng không? Tiền tình danh lợi cái thứ gì mình cũng dính là biết mình tâm linh thấp rồi. Thế như vậy là mình tự dưng mình có một cái tác ý để xúc phạm một người tầng tâm linh cao. Thì sao? Ngay khi đó cái tầng hộ vệ của mình đã phạm cái lỗi, và chính họ phải xách gối đi lại những cái vị mà hộ vệ của mình trước cả đã, mới nói chuyện sao? Chưa chắc đã được tha thứ. Mà không tha thứ thì sao? Quật cái ông hộ vệ xong là mình ngã cái đuổi, mình không biết lý do gì. Cái người hộ vệ mình bị quật ngã thì mình không bao giờ đứng vững. Cho nên có khi là quật ngang là rớt một cái là cái mà sụi luôn, hay là bị cái gì đó đại khái là bị
không có được tha thứ vì một cái lỗi xúc phạm quá lớn với những bậc có đức. Cái thân mình thấy vậy mà mình khỏe, mình mạnh, mình thế này thế kia, đương nhiên là nói về nghiệp báo rồi. Nhưng mà cái người hộ vệ mình á lại quyết định những cái chuyện này mà mình đâu có biết đâu. Mình không biết, không biết. Nhưng mà khi chúng ta đi sâu thì mình thấy rõ ràng là mỗi người có bao nhiêu người gìn giữ mình. Mỗi một người đều có mỗi một cái tầng. Rồi đó là cộng thêm cái gì nữa. Chúng ta thọ mỗi một giới bao nhiêu cái vị hộ giới nữa. Ha. Thọ ví dụ như là mỗi một cái giới mình là có 5 vị thần hộ giới. Mà mình thọ 5 giới là mình có 25 vị thần. Ví dụ vậy đi. Mà 10 giới là sẽ có bao nhiêu? 50. Thì vậy là mỗi một cái giới trọng giới khinh đều có vị thần hộ giới pháp đó. Nếu như cái ngày thọ giới mà chúng ta đắc giới, ở đây chúng ta dùng cái từ là chúng ta đắc giới. Còn thọ giới mà không đắc giới thì kiếm vị thần coi bộ không có rồi nha. Cho nên chúng ta thấy là cái oai đức. Thì vậy là cái thay đổi về cái gì? Về công phu. Chúng ta thăng tiến một tầng tâm linh có nghĩa là chúng ta đã phá vỡ một tầng vọng chấp. Tự tâm linh chúng ta thăng vọt. Đó là một cái sự thật. Và khi tâm linh thăng vọt tầng đó thì chúng hộ vệ tầng đó xuất hiện để hộ vệ mình. Và khi chúng ta công phu khác thì sẽ có một cái tầng khác nữa. Thì mỗi một cái tầng bậc tâm linh là mỗi một tầng hộ vệ thì càng cao chừng nào thì cái tầng hộ vệ càng kinh khủng chừng đó, cái oai đức càng lớn chừng đó, có thể là gìn giữ, bảo hộ và chống phá tất cả những cái lực khác xâm nhập. Đó mới gọi là cái oai đức. Nhiều khi là ở ngoài họ muốn nói gì đó, muốn làm gì đó, đại khái là các cái đạo khác họ cũng là muốn phỉ báng mấy thầy mấy cô chơi, rủ nhau chở rầm chạy xe nổ vành vô sân chùa dựng xe xong cái tự nhiên thấy ớn ớn lạnh. Ớn lạnh không biết cái vụ gì, thôi đi về mấy ơi. Đó là gặp mấy cái chỗ của oai đức rồi, nó không có dám mở lại. Nhiều khi mình cũng nổi sân, mình muốn cự, muốn la, muốn hét gì với cái vị đó dễ sợ lắm. Xách xe đi tới cái gặp mặt cái tự nhiên cái mình chiều xuống, mình nói cô nào cái mình chào mình đi về. Đó là gặp oai đức, cái phước mình có. Như nãy mình nói là cái trực giác mình có và cái phước mình có. Mình gặp người có đức tự nhiên cái mình sẽ bị xẹp xuống là tại vì mấy thằng cha ở sau lưng mình thấy. Cái người hộ vệ mình đã thấy. Và chính cái người hộ vệ mình bị khuất phục với cái người hộ vệ bên kia, khiến cho mình bị run sợ, bị khiếp sợ. Và mình cúi đầu kính lễ. Cúi đầu kính lễ là bị mấy thằng cha hộ vệ mình đè cái đầu mình xuống, chứ mình cũng ngã mạn lắm. Không có dễ gì mình cúi đầu đâu. Nhưng mà vì mấy con này biết rồi, thấy rồi, cho nên là tự các vị hộ vệ đã khuất phục thì cái người thân phàm của mình phải cúi đầu. Đây là những cái quy luật nhỏ mà chúng ta phải thấy. Không phải tự dưng đâu, không phải tự dưng. Cho nên xúc phạm với những người có đức thì thiệt là không biết câu nào để nói, khó mà có thể gỡ. Thành ra mà mình gặp những cái bậc chân tu, nếu mà cái phước chúng ta nó chưa có đủ, cái thiện căn chúng ta chưa có lớn, mình không có thể hiện trọn vẹn cái lòng tôn kính thì né đi. Đừng có chạm. Mới nói một câu rồi. Không có cúi đầu được thì né chỗ khác chơi đi. Đừng có chạm, chứ mình chạm mình cũng chết. Biết thì có lỗi theo kiểu biết, mà không biết cũng vẫn có lỗi theo kiểu không biết. Tại vì hành cái thằng cha hộ mình á, cái người hộ mình sẽ bị xử. Đừng nói là tôi phàm phu tôi không biết. Tại vì cái người phàm, cái thân phàm này không biết, nhưng mà cái người hộ mình họ sẽ biết. Và phạm tới cái lỗi nào phải đi xin ở đâu, xách gối đi xin tới cõi nào thì mới được tha thứ. Đó thì vậy là đối với một bậc mà sơ địa Bồ Tát thì thứ nhất là gì, với cái tuệ giác của họ đã đủ lớn rồi. Khi tới một cái đại chúng nào đó thì phải dùng cái từ là gì, đủ cái tuệ để có thể cảm được là mình với cái chúng này như thế nào. Mà thực sự đối với thánh chúng thì nó có một cái sự thông nhau rất rõ ràng. Và gọi là khác cái tầng thì cũng không xâm nhập được.
Không phải như mình muốn ngồi đâu, mình ngồi vô đây, mình ngồi đó, mình ngồi người phước lớn, phước nhỏ gì lung tung xà ngầu ở đây chứ còn kia không có được. Tầng nào rất rõ ràng tầng đó. Những cái tầng bậc tâm linh cao là tự động thôi, ở dưới không có ngó lên được nữa chứ đừng có nói mà vào ngồi. Cho nên tới đâu thì biết làm sao? Mình tương ưng, thấy không? Mình tương ưng, mình dùng từ thế gian là gọi là ngang cơ. Cơ thì gọi là tương ưng. Thế vậy là đâu có gì đâu mà phải ngán, tức là tương ưng với mình toàn là thánh, gọi là chúng bạn, gọi là quyến thuộc Bồ Đề chứ không có gì để mà có thể khiếm nhược. Vì cái cảnh giới thánh nó lại có thêm một cái này nữa là gì? Ví dụ như cõi này đồng một mà một tầng nè. Thì hôm nay có một vị cao hơn tới mình. Một vị thôi nha, cả cái chúng hội của mình bị phải nói là bị chấn động liền ngay tại chỗ đó. Các vị thánh luôn là như thế. Đương nhiên là biết ai tới và bị chấn động liền thì biết rồi đó. Ngược lại mà các vị thánh đi tới một cái cõi cao hơn mình, cao hơn thôi, thì vậy là thứ nhất là gì? Mình sẽ bị chói sáng bởi ánh sáng hào quang của cái cõi hoặc là cái người đó, không có đủ mắt để nhìn và không mò nổi vô cảnh giới bên kia. Không mò nổi là vì đó, từ trường hợp vì đó mở tâm đón mình thì mình mới được xâm nhập cõi giới đó, còn không là mình không được. Nó lạ lắm, nó không phải là cửa rào gì đâu. Như thế thế giới tâm linh nó không có giống như cái kiểu của mình. Vì vậy là ở cái tầng bậc cao hơn mình, cõi giới tâm linh cao hơn mình không được tự do lui tới. Nó không được. Cái chuyện này là chuyện rất rõ ràng ở trong cái cõi tâm linh. Còn mình nó nhiều khi là đóng cửa mình cũng leo rào vô được. Nhưng mà cõi kia không có đâu. Giống như bây giờ chúng ta không có thấy như cái chùa Long Hương đây ha. Mà các cái dông lang thang á, cái dông mà không có mở cửa cho vào, ví dụ như đúng giờ thí thực hoặc là đúng giờ gì đó, thì coi như là cái tâm của cái vị cúng thí thực mở ra, thì giống như chùa mở cổng ra thì được vô ăn, nhớ chưa? Những người mà có quy y, những cái dông mà có quy y thì được ở tiếp để sinh hoạt ở đây, còn không ăn bữa là coi như vọt con, không có được ở đây đâu. Còn bình thường, ví dụ như bây giờ là cái thời giảng ở đây đi, ai mà có đủ cái tầm để có thể thấy thì quý vị sẽ thấy rằng là lú lú cái đầu vô bị ông hộ pháp chụp văng ra. Lú gốc này bị ông hộ pháp chụp văng ra, không bao giờ tự do vào trong cái ranh giới của chùa được. Nếu những cái loại vong linh không có được quy y tam bảo và trong ngày này không phải vì cái việc học pháp mà tới đó, thì không có cái chuyện ở loanh quanh ở đây được đâu. Cái gọi là cái cương giới của cái buổi thuyết giảng này dành cho những cái người có tâm nào, mặc dù là khác thế giới tâm linh nhưng mà phải có một cái ranh rất rõ ràng, chứ không có tự tung tự tác vô đây đâu. Nó tự tung tự tác vô đây là chúng hội không thể trang nghiêm được. Nó có nhiều chuyện xảy ra về cái thế giới tâm linh hay lắm. Thật ra là nói về cái chúng, cái oai đức của chúng á, mà chúng ta được cái duyên phải nói là như vậy. Nếu chúng ta được cái duyên mà được ở trong một cái đạo tràng có những người thật tu, đây tôi dùng từ người thật tu thôi, còn người tu đông mà không có thật thì cái chuyện đó mình không bàn, tại vì không có tu, không có đức. Mà người thật tu chừng khoảng là những chúng tăng là bốn, chừng bốn chúng trở lên thôi, tức là 16 vị tỳ kheo mà tu thật, hoặc là 16 vị tỳ kheo ni mà thật tu, thì quý vị sẽ cảm giác là những cái sự tuyệt vời xảy ra khi mình chúng ta ở trong cái chúng đó. Nó có một sự bảo hộ, một sự gìn giữ, một sự yên ổn, một sự an lạc rất lạ thường. Hoặc là trong chúng nó có một cái vị đã chứng thánh quả thì thôi cái chuyện này không bàn, có các vị thánh thì chúng ta không thể bàn hết nổi. Thật ra là gọi là đó mới được gọi là chúng oai đức. Mà nếu như là từ 10 chúng, tức là 4 vị, 40 vị tỳ kheo, hoặc là 20 chúng là 80 vị tỳ kheo, 25 chúng là 100 vị tỳ kheo mà tu đàng hoàng thì kinh khiếp lắm.
không có đơn giản, thực sự không đơn giản. Nhưng mà mình bây giờ là kiếm chúng vậy là hơi bị khó đúng không? Đông thì có đông á, nhưng mà đức là phải phải nói lại, mình không dám nói khác, mình phải dùng cái từ là cái uy đức, cái oai đức á, tìm nó không có. Hoặc vào chúng tăng chúng đi rất là đông. Cho nên là các vị thánh như là các vị sơ địa thì biết rõ cái gì, cái việc mình làm, mình đi đến đâu và mình gặp ai, gặp người đó tương ưng không tương ưng, cao hay là thấp, đúng không? Thì các vị đều thấy, đều biết rất là rõ. Cho nên cái chúng nào đối với các vị Bồ Tát đều phải sao? Đều là những người mà tương ưng, đều những tương thông với nhau hết, chứ không có cái gì phải khiếp sợ. Trừ trường hợp là được gặp Phật. Được gặp Phật thì khỏi nói, là từ xa là đã lễ lại rồi thì cái chuyện nó không bàn. Và chúng đệ tử của Đức Phật thì tất cả các vị thánh đều phải biết. Mà chúng nào ở cái phương trời nào, có những chúng hội nào, và nếu mình ví dụ như cái giờ này là giờ thuyết pháp của Đức Phật ở một cõi quốc nào đó, bây giờ mình muốn đi tới cõi quốc đó, đương nhiên là cái thần thông của các vị thánh thì ở chỗ nào muốn đi tới thì trong một sát na niệm đã tới rồi. Nhưng muốn thâm nhập cõi quốc đó thì thứ nhất là hướng tâm đảnh lễ để xin Đức Phật. Thứ hai là cái vị mà gọi là chủ ở đó đó, chủ của quốc độ đó đó, họ cho phép mới được vào. Thấy vậy á, mình thấy trong cái cõi mênh mông thì mỗi một cái cõi nó có một cái vị gọi là quốc chủ ở đó. Giống như mình đây là chủ tịch nước hay là tổng thống là khá như vậy, phải xin phép mới được vào. Không cần xin phép dưới, phải xin phép trực tiếp với người đó. Trong cái pháp hội đó thì đương nhiên là thập phương thế giới được về, nếu mà cái vị quốc chủ đó mở tâm ra và thỉnh Đức Phật, cũng thỉnh Đức Phật giảng cho ai. Còn nếu như mà bây giờ không mở tâm thỉnh Đức Phật, hoặc là các vị Bồ Tát chỉ giảng cho dân trong cõi nước của họ nghe, thì cách cạch cạch, dòng rào tâm linh được phá chặt, chỉ là dân trong cõi quốc đó nghe thôi. Nếu là quy lực tâm linh nó kinh khủng lắm. Thật ra là đến những cái chúng có oai đức thì mình mong rằng mình trong đời mình sẽ được gặp. Cho nên là đi đâu mà được gặp một cái gọi là đại tăng thì phải nói là y như trúng số. Thật ra mà đi các nước mà gặp đại tăng là dứt khoát là cúng dường, chứ không thể là mà không cúng. Tại vì trong cái số đại tăng, tức là cả ngàn tăng trở lên, là chắc chắn trong đó có những cái vị có đức. Nhớ mình phát tâm mình cúng dường thì như vậy là, ví dụ như một cái lễ đó đi, thay vì là mình đổi tiền cắt để mình đi cúng từng người thì nó cũng là cái chuyện tuyệt vời. Nhưng mà mình không có đủ thì mình phát tâm mình hùng để mình hướng về đại tăng cúng dường, hiểu không? Vì mình không có đủ cúng rải từng ngày thì bây giờ mình hùng phước, gọi là hùng phước, thì nơi tâm mình phải mở ra để mình tác ý là dù là một xu nhỏ của mình đi nữa, mình cũng muốn cúng tận tay hết số lượng tăng 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 gì đó không cần biết, nhưng mình phải mở tâm mình ra như vậy. Thì như là ngày hôm đó mình cúng ngàn tăng chứ không phải là cúng một ông, thay vì có một cắt nhỏ để mình bỏ vô bát một vị. Nhưng mà không, cái vụ này là cái bộ không có lớn rồi. Giờ mở tâm không phải mình tham, nhưng mà cái tâm của mình muốn cúng dường tất cả mọi người, nhưng mà mình không có đủ. Không đủ thì mình mở tâm ra. Mình mở tâm ra thì cái đồng tiền của mình nó thực sự theo tâm mình để tới hàng ngàn vị. Vậy đó là một cái sự tác ý riêng của mình. Đó thì vậy là cái việc mà cúng riêng nó cũng là được trực tiếp để cúng dường, thì nó cũng là cái chuyện phước. Nhưng bây giờ mình hùng phước để mình cúng chung thì nó cũng là một cái chuyện phước. Nhưng mà cái phước mà của những người mà mình nói, những người mà không có khả năng để mình cúng hết cũng nhiều. Nhiều khi mấy bà cụ không có thể đi hết một cái dòng cúng mấy ngàn vị, thôi là bây giờ là hùng với chùa để bỏ vào thờ hết để cúng dường, thì như vậy là mình đã cúng dường đại tăng. Nếu cái tâm của mình, tùy cái tâm mình mở, thì cái oai đức của các vị đại tăng đó đó, khi mà họ gọi là
dứt tâm để họ thọ nhận, và họ đồng hướng để mà hồi hướng cái phước lành cúng dường của mình, là chuyện nó hoàn toàn khác, khác lắm. Tại vì mình tới người, người chú nguyện, tới hai người chú nguyện, ví dụ họ nhận tiền thì họ nhiếp tâm họ chú nguyện, nhận tiền họ nhiếp tâm họ chú nguyện đi, mà đông quá họ cũng không nhiếp tâm kịp. Đúng không? Cái lời chú nguyện họ cũng chưa trọn vẹn, là mình bước bước thứ hai, bước bước thứ ba rồi, ví dụ vậy, thì cái lời chú nguyện họ không có hết. Ví dụ là trừ trường hợp là họ sau khi mà họ nhận hết những cái phần cúng dường, họ ngồi là họ chú nguyện chung cho tất cả những người đã cúng dường. Thì chúng ta thấy khác không? Một người mà chú nguyện chung cho tất cả những người cúng dường thì nó sẽ là một cái lực khác hoàn toàn. Ngược lại là cả một cái đại chúng hướng về tất cả những người chúng dường chú nguyện thì là chuyện hoàn toàn khác. Chúng ta phải cũng phải phải dùng cái từ là cái gì? Có một chút tác ý để mình có thể làm cái việc mặc dù rất là nhỏ, nhưng cái phước báo nó sẽ khác đi khi cái tâm mình đã hướng tới cái chúng ngoài đức. Nếu là chúng ngoài đức thì tuyệt vời. Đó, thì vậy là năm cái điều sợ, sợ chẳng sống, rồi sợ tiếng xấu, rồi sợ chết, sợ ác đạo và sợ chúng ngoại đức. Năm cái điều này người hiểu biết đều phải lo lắng và sợ hãi, phải nói như vậy. Còn người không hiểu biết thì thôi, người điếc không có sợ súng, sống làm sao sống, chết làm sao chết. Đúng không? Nói xấu nói tốt cũng được, rồi tam đồ ác đạo cũng không sao. Có chúng ngoại đức thì cũng không cần, thì thôi cái loại điếc không sợ súng rồi. Chứ còn hả, biết gì biết nha. Tại giờ mình sẽ nói sơ sơ, khi mà mình nói tới cái chuyện mà chúng tăng vào chúng và ra chúng, trời ơi, không có đơn giản đâu. Cái tâm mà mình, khi mà mình hiểu được giá trị của tam bảo, của tăng bảo rồi nha, thì giống như nãy giờ mình nói, được dự vào cái hàng ngũ của tăng đoàn, hàng ngũ cái uy đức này, thì bao nhiêu cái phúc lạc, bao nhiêu sự an lạc, bao nhiêu cái phước đức hằng hà xa số kiếp mình mới gom tụ để mình có thể mới nhập chúng được, không phải dễ đâu. Nhưng mình thấy cái chuyện đó nó thường lắm, cho nên ở ông chúng hay không ở ông chúng mình cũng thường lắm. Thấy nhiều người ở ông chúng rồi á, khi mà họ ở trong chúng rồi thì cái giá trị của tăng bảo, gọi là cái bản thể của tăng á, nó là một cái gì nó lớn lao lắm. Và phải nói là bằng tất cả những sự tôn quý kính trọng thật sự sâu nơi lòng của mình khi mình được nhập trong tăng đoàn. Nhưng tôi thấy nhiều người nhập tăng đoàn thở như là vô chợ vậy đó. Xin lỗi mấy ngài nha. Không có chuyện đó đâu. Tại mấy ngày điếc không sợ súng thôi. Chứ còn mà nhập tăng đoàn là chuyện phải nói là không có tầm thường, không có thể bình thường được. Thì nó đủ cái duyên để mình nói được cái giá trị của tăng đoàn, thì quý vị mới thấy rõ ràng là nó không có bình thường. Cho nên được nhập tăng đoàn là một phúc lành lớn với mình, và rời tăng đoàn là một sự bất hạnh lớn cho hằng hà kiếp sanh tử của mình còn lại, chứ không phải đời này đâu. Hằng hà sa số kiếp sinh tử còn lại khi mà rời tăng đoàn, chứ không phải là đời này mình không được ở tăng đoàn thì thôi, mới mốt tu cũng được. Xin lỗi, không có chuyện đó đâu. Tôi sẽ giảng đúng cái bài đó. Mọi thấy giá trị mà gọi là tột đỉnh của tăng đoàn đệ tử Đức Phật đó, rồi mình mới thấy được cái giá trị đó thật. Vì chẳng tham chấp và chẳng chấp ngã sở vân vân, mấy cái này thì mấy cái thường là chúng ta không có cần phải bàn nhiều. Thường thực hành đại bi, ký dùng cái từ thực hành nó không phải đâu ta, nó phải có cái từ gì nó hay, nó đẹp, thể hiện á, thì nó giống như thể hiện đó. Tại vì ngay cái phút mà chứng thánh đó, thì cái tuệ ở đâu, tuệ tới đâu, tuệ trí tuệ giác ngộ tới đâu, thì cái lòng từ tới đó. Do đó với cái trí tuệ giác ngộ và cái lòng từ luôn luôn muốn ban vui cứu khổ cho tất cả chúng sanh, nó được thể hiện, chứ không phải là thực hiện, mà gọi là đúng là một sự thể hiện cái lòng từ. Tại vì cái lòng từ không phải cái lòng nữa, mà đối với chúng ta là gọi là cái đức, nó là một cái gì cao quý lắm của các bậc giác ngộ, chứ không phải là cái tình thương bình thường của những người thế gian. Nó vượt phàm một cách rất là rõ ràng. Cho nên lúc nào tất cả các bậc giác ngộ cũng thể hiện cái đức từ bi của mình đó, lúc nào cũng vậy. Ở đây luôn tin cái tùy thuận công đức
và đức của tàm quý. Tàm quý nó cũng là cái đức. Chúng ta thấy rõ ràng là quý vị mà có dịp thân cận một cái người sống mà gọi là tàm quý cao á, dần hồi chúng ta thấy cái đức của họ. Một chút sai phạm nhỏ, ví dụ như họ lỡ nói mà lớn tiếng chút thôi, ở chỗ đông người thôi, hoặc là họ lỡ đi mạnh cái chỗ đông người như thế này, đông người thế này mà họ lỡ mà bỏ cái dép xuống cái cột một cái thôi, đó, đây là những cái oai nghi tuế hạnh nè, là họ run rẩy lên, phải dùng cái từ như vậy luôn á, và họ rất là thành khẩn để sám hối cho cái gọi là mất tuế hạnh của mình, chứ không phải là oai nghi, cái tuế hạnh những cái hạnh nhỏ. Tại vì ví dụ như cái phòng học của người ta, hoặc là chỗ người ta ngồi thiền, chỗ người ta tụng kinh á, mà mình chỉ cần mình đi động chân mạnh cái thôi là cũng phải biết tàm quý để mà sám hối, thì những người đó mới được gọi là huân được cái đức tu của mình. Chứ nhiều khi người ta đang ngồi yên, cái mình đi ngang mình cười khô khố lên, đi ngang một cái đám tang mình cũng nói chuyện hài để mình cười, thì rõ ràng là thất đức, phải nói như vậy. Những cái chỗ tôn nghiêm thì họ phải thể hiện sự tôn nghiêm, mặc dù chuyện đó không phải chuyện của mình, nhưng mà mình có tàm quý, cho nên mình phải xác định được cái gọi là khinh và cái trọng trong cuộc đời này. Những cái gì quý giá cao đẹp là gìn giữ bằng tất cả mọi cái, cho nên người này mới gọi là người tàm quý. Thành ra chỉ cần một lời mà xúc phạm cái loài chúng sanh thấp hơn thôi, ví dụ thấy con chó mà chửi nó là súc sanh thôi, là chính lòng của họ đã cảm giác mình đã xúc phạm tới một loài thấp hơn mình, và mình cũng phải thành khẩn mình xin lỗi nữa. Những người tàm quý họ luôn có những cái hành động mà chúng ta thấy là người tu chịu không nổi rồi, nếu chúng ta tu không kỹ. Phải nói như vậy, mình đi ngang, mình lỡ đi ngang cái người lớn tuổi nha, lỡ đi ngang mình không có dừng lại để mình chào vì cái chuyện gấp quá, nhưng mà rồi á hả, tối mà có nhớ lại là cũng phải run rẩy để quay lại đó để mình xin lỗi, hướng về cái người đó để xin lỗi, hoặc hôm sau quay trở lại gặp để xin lỗi, chứ không có cái chuyện, không có cái chuyện lỡ thôi, không có cái chuyện nào mà lỡ thôi. Những người mà có tàm quý là không có chuyện lỡ thôi đó, dù một cái chuyện lỗi rất nhỏ với họ, họ cũng phải tỉ mỉ, họ cũng phải tinh tế, họ cũng phải kỹ lưỡng, họ cũng phải thành khẩn để họ sám hối. Cái người tàm quý là như vậy, để trở thành cái đức mà mình sống gần họ rồi mình thấy không có nói giỡn với họ được. Chuyện không đáng nói là gần như mình cũng không dám mở lời. Khi mà ngồi gần người có đức, chúng ta phải thấy điều này đúng không? Và bản thân người có đức thì họ cũng không rảnh nói chuyện dư. Họ không bao giờ nói chuyện dư, không nói chuyện thừa. Đó, thì những người mà càng coi là làm quý nhiều chừng nào thì họ sẽ thể hiện cái đẳng cấp sống của họ ở một cái tầng nó khác với người bình thường. Khác lắm, mình ngồi gần mình thấy khác liền à. Và họ cảm được cái gì? Cái đức. Nếu mình có tu mình sẽ cảm được cái đức của những người mà gọi là tàm quý cao á. Họ sống kỹ lắm, nói chuyện không có vụ mà phạm giới theo cái kiểu mình giữ giới tỳ kheo ni, không phải vậy đâu, không cần cái này nữa luôn. Tại vì với cái trí của họ, họ xét thấy rằng cái gì nó chuẩn mực, và họ đang sống với cái chuẩn mực mà họ đã thấy với cái trí tuệ giác ngộ nào đó, họ đặt cái đó lên làm cái chuẩn rồi. Đặt cái đạo đức lên làm cái chuẩn rồi thì họ luôn gìn giữ cái đạo đức cuộc sống, không bao giờ bị lỗi dù là một chút nhỏ. Không có chuyện quen mặt là lợn, nó không có chuyện đó đâu. Ví dụ như là một người đệ tử mà nó biết tàm quý á, thì mà ví dụ như mình làm ở đây mà ông sư phụ mình đi ngoài đường, mình thấy xe chạy ngang mình cũng phải dừng lại, khẽ cúi đầu, mặc dù không có chào, không có thi lễ, nhưng mình cũng thể hiện là mình đang cung kính với một cái vị thầy của mình. Còn cái người mà không có quân đức thì đi ngang mặt ông thầy, nhiều khi mình cũng không thấy mình thấp hơn, mình cũng cái gì đó học đạo, cái gì nó cũng bình đẳng á, cho nên là riết rồi cái ông thầy với mình nó cũng ngang nhau luôn. Thành ra là mình cũng mới gặp gần đây, mấy ngày nay tôi nói mà tôi chưa có kịp nói. Tôi ngồi đây nha, tôi ngồi đây nè nha, cái món đồ tôi để bên tay phải vậy,
Ông thầy giả đứng đây tôi nói là cầm này đưa chú kia, cái anh đưa cái nách ngang cái lỗ mũi tôi nó chồm qua anh lấy anh làm tỉnh queo như vậy đó, như là chuyện rất là bình thường. Ở lại để mình nói cái người mà họ không có, họ không biết kính trên nhường dưới, họ không biết kính đức trọng gì đó, là họ sẽ hành động mà chúng ta thấy rất là đau. Tính là một người tu mà như vậy thì đối với tôi nó là một dao cắt vô tim mình. Thì như vậy làm sao họ thay đổi được? Không bao giờ thay đổi được. Thật ra là những cái người mà gọi là biết tàm quý á, thì một cái sơ suất cực nhỏ họ cũng cảm thấy thổn thức mà ăn năn. Còn cái người mà không biết tàm quý, họ phạm một cái chuyện rất là lớn, họ thấy bình thường, thì người đó gọi là cái gì? Hết thuốc chữa rồi. Những người mà không còn thuốc chữa nữa là chịu cho nó bệnh luôn, nó thành tật luôn chứ sao nó nói gì được. Nó thành ra là ở đây gọi là đủ cái đức tàm quý. Thì những cái vị thánh họ luôn luôn thấy cái sơ suất nhỏ của mình. Thánh thì đương nhiên là không có lỗi rồi, nhưng mà nó có những cái gọi là nhỏ cũng không thể xảy ra được, thì nó mới trở thành cái đức của những cái vị thánh, trở thành cái phạm hạnh của cái người tu. Chứ còn bình thường á hả, là họ không thấy cái này, họ không thấy cái này. Ví dụ như mình đang đi ở trước thôi nha, mà cái chuyện của mình thì cũng gấp á, nhưng mà mình nghe ở phía sau lưng của mình có một cái vị lớn đi, là phải biết dừng lại và nép qua một bên nhường, dù chuyện mình là chuyện gấp. Đó người ta biết kính trên nhường dưới là vậy, nhưng mà mình không có đâu, ông từ từ đi, đi tôi đi trước, tôi có chuyện gấp. Ví dụ như bây giờ mình có chuyện thật là gấp và đi ngang cái người có đức, ngang cái người lớn là mình phải biết dừng lại và xin phép Ngài cho con qua trước vì con có chuyện rất là gấp, xin Ngài tha thứ lỗi cho con, ví dụ vậy. Nói như vậy khung đầu chạy qua, ví dụ. Đến đó gọi là những cái oai, những cái tế hạnh, những cái tế hạnh mà nó không phải thuộc về cái dạng oai nghi. Thành ra là hồi xưa có một người cũng ở đây, chúng ở đây cũng chúng lớn mà đi nhập hạ ngoài cái trường hạ ngoài kia. Một trường hạ, xin lỗi, là cũng là một trường hạ lớn, về cũng khen tặng rồi nhiều lắm. Tôi nói nè, viết cho tôi về cái tế hạnh 100 cái thôi, cho suy nghĩ 3 tuần, viết rồi. Viết đâu có ra, có tu đâu mà viết ra. Nếu có tu sẽ viết được những cái tế hạnh của mình. Không nói tới oai nghi thì chuyện trong kinh nói rồi. Nhưng mà tế hạnh là những cái hành động thực tế trong đời sống từng việc nhỏ. Ví dụ, nói ví dụ một người rất là bình thường, cũng là kéo ghế ngồi, nhưng mà bên cạnh mình có một người lớn, là mình sẽ mời họ ngồi trước đó đã. Nhưng không có đâu, gấp ngồi ịch xuống, tranh thủ ngồi. Mình thì tranh thủ mình ngồi, ở bên cạnh ai kệ ai. Thậm chí là mình phải buông cái ghế mình ra để mình dịnh cái ghế người kia, để mình mời người kia ngồi xuống một cách an ổn rồi mình mới ngồi, nếu là mình là cái người biết trọng người lớn hơn mình. Còn bây giờ vô pháp hội tranh nhau để mà ngồi. Đâu có giữ đức được. Mình là cái người mà muốn ngồi ở chỗ nào ngon nhất. Xí cái chỗ nào ngon nhất. Thế chưa bao giờ gọi là nhường cái chỗ ngon cho người khác. Chuyện đó không có trong đầu của mình. Từ những cái chuyện rất là nhỏ. Ví dụ như có một cái chuyện họp chúng đi. Tôi nói là chuyện họp chúng. Đây là những cái tế nhị mà mình phải có họp chúng. Thì cái người thầy của mình kêu chúng có ý kiến. Mình là người chúng nhỏ, mặc dù chuyện mình rất là rành, mình có thể nói được, nó đúng hơn mấy người ngồi trước của mình nữa, huynh đệ mình ở mấy vị sư huynh sư tỷ của mình có thể hay hơn mình. Nhưng mình không bao giờ được quyền nói trước, mặc dù chuyện đó mình rất là rành. Mình thỉnh người này, mình mời người kia, người nọ nói hết đi rồi á, thì mình mới bắt đầu mình xin được ý kiến sau cùng. Đó, ngay cái chuyện phát biểu thôi mình cũng phải là rất là tế nhị nói chuyện trước công chúng nữa, chứ không phải đơn giản. Và ví dụ như là một cái sự tế nhị nữa là thời lượng để nói chuyện, hiểu không? Thì bây giờ là họp tiếng đồng hồ, họp tiếng đồng hồ thì như vậy là người ta phát biểu hết rồi, ý kiến mình thì còn dài lắm, nhưng mình cũng không được là leo dù một giây. Mình phải biết kết thúc
cái thời lượng nói chuyện mình trước cái thời lượng quy định. Đó gọi là những cái tế nhị. Nhưng mà người ta không có đủ cái này, người ta không có đủ cái này. Cho nên là không có thành cái đức tàm quý được. Đức tàm quý ở đây thì mình đang nói chuyện về đức tàm quý. Vì vậy là các vị gọi là sơ địa này họ đủ cái công đức tàm quý này, gọi là đầy đủ. Tại vì cái trí họ nó sáng, nó không bao giờ có cái sơ suất nhỏ, thì cái đức tàm quý nó mới đầy đủ. Còn người phàm của mình nữa hả, là gọi là cái gì, những cái sơ suất nhỏ thôi bỏ qua. Mình cứ bỏ qua riết thành cái lỗi lớn. Và tới hồi mà bị lỗi lớn rồi, lúc đó sám hối cũng đâu có kịp đâu. Thật ra là khi mà học đạo có nhiều khi không phải là khó, nhưng mà cái người mà gọi là gì xứng đáng để rèn luyện đó, thì những cái vị thầy sẽ rèn luyện cho họ một cách tuyệt vời. Trong vòng mấy tháng là phải dùng cái từ là thầy thành một người đạo hạnh. Có người mà gọi là không xứng để rèn luyện, ông thầy nói ăn câu là nó sẽ cãi làm sao nó đúng hơn thầy, thì làm sao ông thầy dám dạy. Có một người thị giả là nói đúng 1.000 lần nó cãi 1.001 lần là nó đúng hơn mình, thì cỡ như đầu hàng rồi đúng không? Chưa bao giờ mình nói và mua Phật con có sai gì xin thầy chỉ, hay là con làm vậy có gì thầy chỉ dạy con, hay như là chưa bao giờ nghe nói điều đó. Cứ nói ra cãi sao mà ông thầy thua mình nó mừng lắm. Ông thầy mà thua nó là nó mừng lắm. Nó phải cãi cho nó thắng rồi thôi. Thì vậy là không có gì nữa, không như là kể như đời mình xong rồi. Và những người đó là ông thầy không bao giờ dám dạy. Ông thầy không dạy thì đời mình không biết tới đâu. Cho nên là phải học cho được cái đức tàm quý, để mình có thể phải nói là mình xây dựng cái đời sống phạm hạnh của chính bản thân mình. Chứ còn nhiều khi mình tu những cái việc bình thường thì không nói, nhưng mà đã nói tới cái từ tế hạnh rồi là nói tới cái chiều sâu của đức hạnh con người. Chứ không có đơn giản, mà muốn được như vậy là phải quân cái đức tàm quý này cho thật là tinh tế, kỹ lưỡng thì mình mới thành một người có đức được. Còn nếu không là mình không có bao giờ có được cái đức ở trong cái đời sống này. Và không có đức rồi thì mình biết mình là ai. Ở ngày đêm thêm lớn pháp lành, tức là người đủ công đức tàm quý thì cái pháp lành mỗi ngày mỗi thăng tiến. Và người đó thích cái lợi của chánh pháp hơn mà không ưa thọ dục lạc. Cái này nó cũng khó. Chỉ những người giác ngộ thôi, chứ còn người thường như chúng sanh như mình thì nói mà không ưa dục lạc thì hơi khó, đúng không? Đứng trước một bữa ăn ngon, đứng trước sắc đẹp, đứng trước tiền tài, đứng trước danh lợi và sự ngủ nghỉ mà mình nói mình không ưa là mình đã thành thánh non non rồi. Nhưng mà các vị sơ địa là mấy vị này không có. Tại vì á, quý vị biết không, cái cảnh mà gọi là sơ thiền ly sanh hỷ lạc thôi là đã là kinh khủng lắm rồi, đúng không? Nhưng mà chứng cái quả thánh á, gấp 1 tỷ ly thừa tỷ tỷ của cái sơ thiền là. Thành ra cái không phải dùng cái từ là lạc, không lạc nữa là mà an lạc hay là cái vui bình thường, mà nó là cái phúc lạc á. Cái cảnh giới phúc lạc nó vượt tầng của cái khoái lạc rất là xa. Mà thọ dục có nghĩa là khoái lạc. Còn phúc lạc nó không phải là cảm thọ của dục lạc đâu. Không phải là sự thỏa mãn của dục lạc mà cảm thấy hạnh phúc. Không phải như vậy. Họ vượt ra ngoài. Đó, cho nên là nói chuyện mà thọ dục là không có. Tại vì thọ dục nó còn ở trong cõi phàm. Mà đã chứng được sơ thiền là nếu đã thoát khỏi cái một dục ở phàm trần rồi. Mà chứng thánh quả thì dứt dục mới chứng được. Cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc vượt qua được mới chứng thánh quả A-la-hán. Ra ở đây mà nói là chẳng ưa thọ dục, thật ra cái dục nó không có đáng để thọ. Hiểu không? Chúng ta tu tốt á, chúng ta thấy rõ ràng là cái chuyện ăn mặc ở tài sắc danh thực gì đó nó không có đáng. Chứ đáng là chơi rồi. Mới nói một câu rồi đó. Không đáng. Và không thể so sánh được một mãi mai nào đó trong cái cảnh giới của thiền định. Mình nói đây rất là ít
người có thể thông cảm được. Hồi xưa tôi nhắc đi nhắc lại qua một câu, có những người hỏi tôi, nói thưa thầy tại sao mà con thấy cũng nhiều thầy tu rồi đi xuất thế nhiều quá. Tôi nói dẫn dẫn chơi, tôi nói là không có thấm được tương trao, không có thấm. Tại vì một ngày ở trong cái cảnh giới thanh tịnh, họ không có nhận nổi, họ mới nổi cái dục để họ hướng bên ngoài. Chứ một người mà chỉ cần sống được yên ổn, an lạc ở nên tự lòng rồi á hả, không có cái gì đánh đổi được đâu. Không có cái gì có thể đánh đổi được. Mặc dù mình chưa có đạt ngộ giải thoát, nhưng mà họ thấy được cái giá trị đích thực của những cái phút giây an lạc thanh tịnh đó hả, cả cái trần gian này đổi không có đổi. Không đổi đâu, không có rảnh để mà đổi đâu. Nó phiền toái lắm. Ví dụ tự như vậy, một người mà họ có tu đâu, chưa có chứng thánh nha, thì họ tự thấy những cái dục lạc là chuyện phiền toái, là sự nặng nề, thì họ đã có một bước xa về tâm linh. Và càng đi sâu vào đời sống tâm linh chừng nào, tâm càng thanh tịnh chừng nào, thì những cái nặng trọc của dục nó sẽ lộ ra chừng đó với họ. Không phải là ngán ngẩm mà cùng dùng, không phải là sợ hãi nữa, mà mình nó nặng nề lắm, nó nặng trọc lắm, nó gò bó, nó gì đâu, nó không có thể diễn tả được theo cái kiểu mà chúng ta tưởng tượng. Một cái người mà họ thoát ra rồi á, thì nó giống như cái bông, cái hoa nó bay lơ thơ lững thững trên hư không á. Người mà dính dục rồi á, nó giống như miếng giấy bắt đầu nó ngấm nước. Ngấm nước, ngấm rồi chìm rồi tan luôn. Chúng ta có những cái phút giây mà gọi là ra khỏi cái dục, những phút giây mà nếm trải những cái cảnh giới của Phật đạo rồi á, thì mình mới thấy rõ ràng là không có cần phải gọi là ai thúc bách, rồi ai gìn giữ, ai bảo hộ, không phải là gì uy tín, không có cần tất cả những cái điều này. Và cái sự thanh tịnh và an lạc nó là một cái gì nó cao lắm. Họ không có muốn rời cái sự thanh tịnh và an lạc nên tự tâm. Cho nên những cái chuyện dục với họ nó là một cái gì nó thấp. Và rồi khi mà mình tới những cái cảnh giới tâm linh thực sự, để mình thấy rằng những cái chuyện của trần tục nó thực sự rất là thấp. Mình phải có những cái đoạn mình tới đó, và mình ở trên cảnh giới đó rất là khó có thể mà phải hạ tầng. Tại vì nó là một cái tầng tâm khác hoàn toàn. Tầng tâm khác hoàn toàn. Thì đây là những cái bậc giác ngộ thì thọ dục là chuyện đó không có. Không có. Ăn cơm là ăn cơm cũng biết ngon như mình, nhưng mà gọi là cảm thọ để mà đấm trước là không có. Đương nhiên là vị thì vẫn còn. Nhưng mà gọi là bị trượt, bị trước, bị phượt là nó không có có. Không có cái chuyện trước phượt ở trong này. Và tư duy chánh pháp đã nghe rời xa hạnh chấp trước. Đối với chánh pháp thì cái người như mình thì tư duy thật sự, nhưng mà những bậc thánh thì vừa nghe là đã thấu hiểu. Nó khác mình nữa. Cho nên hồi trước mình thấy là mình nói tới cái chuyện học của các cõi á, đúng là cái cõi mình thiệt không nói hết được. Hiểu quá trời luôn mà không có gì làm được. Đó là cõi phàm của mình. Lên tới một cái tầng cao hơn mình một tí thôi, tầng bậc tâm linh cao hơn mình một tí. Họ được nhận chánh pháp là một cái chuyện mà dùng cái từ là cái gì? Bị rung bóng người, bị chấn động toàn thân tâm, và thâm nhập một cách trực tiếp, không thông qua cái gì nữa. Càng lên cao là chuyện đó càng xảy ra. Cho nên tôi nói là các vị mà cứ nói đi nói lại hoài, các vị mà về cõi trời phải bị đọa địa ngục rồi, mấy thằng cha đó lẹo lưỡi. Không có cái chuyện đó đâu. Vì cõi trời là cái tầng tâm linh cao rồi người. Thành ra là dễ, thứ nhất là dễ gặp các bậc đại thiện tri thức, các vị thánh lui tới cõi trời để thuyết giảng. Cái thứ hai là cái việc tu tập các vị cõi trời nó cũng không phải dụng công ngồi thiền suốt ngày như mình. Nghe cảnh giới đó mà hiểu một cái rồi là thâm nhập liền. Không mất công giống như mình ngồi đây, mình hiểu mình dụng công quá trời quá đất luôn mà định không nổi. Mấy vị kia không phải gì, không có cái chuyện đó đâu. Càng lên cao chừng nào cái tâm của họ càng trong sáng và dễ thâm nhập vào chân lý chừng đó. Cho nên chỉ cần soi sáng một cái là họ nhập liền. Thì làm gì có chuyện bị đọa giống như mình. Có chuyện đó. Mình nhiều khi là cũng thiết tha với Tam Bảo ghê gớm lắm.
học cũng thấy hay, rồi tu cũng tinh tấn, rồi ăn chay, rồi tọa thiền, rồi sám hối tụng kinh. Năm này không được thì mình cũng gán năm kia không được gán năm nọ, gán năm năm, bảy năm, thấy không có gì cái chán, xong đời. Chán, làm quả cũng được, chán. Nhưng có mấy thầy, mấy sư cô chán cái chùa, trời ơi, chán còn hơn là chán cái mắm ruốc. Kiếm chuyện đi, quậy đi hay là kiếm chuyện gì đó, rút lui, nó cũng đủ thứ chuyện vậy đó. Tại ở chùa làm cái gì? Cứ là thức thì bị thức khuya hơn người ta, ăn thì cũng chẳng có gì ăn. Rồi là chơi thì không có chuyện gì để vui, để chơi. Trời ơi, nhiều khi cũng thích cái áo đẹp gần chết luôn mà cứ mặc cái đồ tu không, không có cái giống ai ở ngoài hết. Nhiều khi thấy sơn móng đỏ, móng đen cũng thích mà sơn không được. Cái gì nó cũng không được hết trơn á. Mà đạo thì không có sáng tỏ. Không, nói chuyện tôi nói thật đó, là cái tâm trạng người tu cũng rất là khổ, không có đơn giản đâu. Quý vị mà gọi là có tâm tu một chút á, họ tu tốt thì chuyện đó không bàn. Tu tốt thì họ được thiền định, họ được an lạc, chuyện đó mỗi ngày xảy ra, thành ra họ thích thú, cái chuyện đó không bàn. Những người mà tu không được, ở cái hoàn cảnh mà cái gì cũng không được, đạo lý cũng không được luôn, trời ơi nó chán nha. Chán lắm luôn. Và như vậy là tiếp tục ở là tiếp tục khổ. Có gì vui đâu. Và không được cái lợi ích gì. Kêu là đừng có ra đời thì ai sao chịu nổi. Đó là cái sự thật. Thành ra là tôi nói ai mà bắt nhịp được công phu, tôi dùng từ là bắt nhịp được, và chúng ta sẽ được thăng tiến mỗi ngày khi chúng ta ở trong cái cảnh giới thanh tịnh chùa chiền. Nhưng có nhiều người họ lại lợi dụng cái cảnh giới đó để họ thực hiện cái tâm ý riêng nữa, thì đó mới là cái chuyện đáng trách nữa, và cái đó cũng nhiều lắm. Thật ra có đôi lúc nhìn cái hội chúng đông đó, nhìn sâu ở trong đó những cái tâm hồn đang mà gọi là cái gì ta, đang phân vân ngã ba đường, mặc dù ở trong chùa thì cũng ở rất là lâu, nhưng mà họ chưa quyết định đi thẳng, và họ đang đứng ở ngã ba lập lờ đó, quẹo phải hay là quẹo trái hay là đi thẳng với họ nó vẫn còn, và họ chờ đợi cái gì đó. Chứ chờ đợi ngộ đạo thì chắc chắn là không có rồi. Chờ cái gì á? Nhìn thấy họ khổ lắm, thấy thương lắm. Nhưng mà những người nó không nói được, phải chứ nói được là mình sẵn sàng mà nói, mà người đó nói không được họ vì họ chờ đợi cái gì, chứ họ không phải họ chờ đợi học đạo. Họ không bao giờ chờ đợi học đạo nữa lòng. Mặc dù xuất gia ở trong chùa, mà không phải là ít người như vậy. Thì đó là một cái điều mà mình không vui khi thấy cái chúng như vậy, thấy những người xuất gia như vậy. Cho nên có đôi lúc đó, thầy phải nói thiệt, cái tâm trạng của mình nó muốn gọi là gì? Muốn làm tất cả mọi cái để phá vỡ cái sinh tử của những người đang lầm mê đó. Nhưng mà phải dùng từ là họ dùng quá nhiều cái rào chắn nghiệp tập để họ ngăn chặn, không có xâm nhập được, không có nói đạo được đâu. Tôi nói tôi biết chắc luôn á, có những người ở trong này 5 năm, 10 năm mà bây giờ hỏi tôi giảng cái gì đố nói được một câu. Không biết gì hết á, không có biết ông thầy nói cái gì luôn, không biết ông thầy dạy cái gì luôn. Không biết luôn, không biết ông thầy tu cái gì luôn. Không biết, và thậm chí là không biết tu là cái gì. Tôi nói nhiều lắm chứ không phải ít. Đó là những cái mà mình khiến cho cái nhiệt tình của mình nó sẽ bị, nó bị lắng xuống, nó không có đủ cái đồ đó, không có đủ đồ để bứt phá. Và có làm nữa cũng không có được, vì chính bản thân họ đã từ chối ngay từ phút đầu. Và mình cứ theo dõi từ ngày này qua tháng kia, họ vẫn như vậy, họ không quay đầu để có thể ngắm nhìn cái đẹp ở trong đạo. Chưa từng có, và rất là nhiều người chứ không phải một hai người.
Cho nên là nó rất là khó để mà có thể gọi là tiến sâu trong chân trời Phật Pháp. Khó, rất là khó. Thành ra nghe Pháp á, người xưa người ta nghe Pháp nó khác như người bây giờ nghe Pháp. Mình cũng nói nhiều rồi phải không? Tức là trong cái thời của Đức Phật đều là những người mà gọi là thiện căn lớn. Được gặp Đức Phật, họ mở toàn tâm của mình ra để đón nhận giáo Pháp từ Đức Phật. Cho nên Đức Phật nói lần thứ nhất, nói lần thứ hai, nói lần thứ ba là gần như toàn chúng đã học thuộc lòng. Chúng ta dùng cái từ là gần như nha, trong đó sót một hai người không thuộc thôi. Ngay cả cư sĩ tại gia vẫn phải thuộc. Và sau cái thời Đức Pháp của Đức Phật rồi đó, tất cả các thầy tỳ kheo, những ni tỳ kheo đều kiếm một nơi để ngồi ôn lại. Họ đọc đi đọc lại, họ nhẩm tới nhẩm lui tất cả những lời dạy. Trừ những vị A-la-hán nghe một cái là thuộc rồi thì cái đó không bàn. Từ ngày A-nan nghe rồi thuộc rồi không bàn. Còn lại những vị không chứng thánh quả A-la-hán sau thời Đức Phật, họ đều ngồi để họ nhẩm lại và họ đọc đi đọc lại. Chứ không phải như mình tụng kinh là lên thời khóa này, là không phải đâu á, không phải. Tức là họ đọc, họ nghiền ngẫm và họ thực hành. Họ rồi thực hành được điều thứ nhất, bắt đầu đọc tới cái điều thứ hai, nghiền ngẫm thực hành thành công điều thứ hai, xong rồi đọc điều thứ ba, đọc điều thứ tư. Có nghĩa là ngày hôm nay Đức Thế Tôn dạy 5 điều. Và như vậy tới ngày thuyết pháp ngày mai là mình phải thực hiện được 5 điều này. Xong rồi mới gọi là đủ cái tự tin vào pháp hội để nghe. Còn không có là cái kiểu gì thức nguyên đêm nguyên ngày đó luôn, phải làm bằng mọi giá thực hiện cho được lời Đức Phật dạy mới dám lú cái đầu vô pháp hội nghe ngày mai. Người ta như vậy đó, gọi là đủ cái đức tàm quý rồi vậy. Ông thầy ông dạy mình làm được không được thì kệ nó đi. Thì đó có tàm quý không? Rồi các vị tỳ kheo là luôn luôn cái điều này xảy ra. Các vị đệ tử Đức Phật, điều này không xảy ra là không phải là đệ tử Đức Phật đâu. Đó, thành ra là chúng ta học được một cái điều gì đó là phải nghiền ngẫm và thực hiện cho được. Hôm sau chúng ta mới học cái mới. Mà nếu người học Phật mà không học bằng cái cách này thì muôn đời mình cũng vẫn là mù mù mờ mờ như cũ thôi, chứ mình thay đổi được cái gì đâu. Không có thay đổi, không có chuyển hóa được. Và không có ngắm sâu trong Phật Pháp Đức Phật dạy được. Nghe thì đen lướt 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 lướt, nghe từ sáng sớm cho tới chiều tối, hỏi lợi mình biết cái gì. Không biết là tại vì mình nghe chơi cho vui á, không biết. Chứ còn mình chú tâm để học đạo thì những cái điều mà có thể làm, có thể thực hiện được và có thể thành tựu được trong công phu đó là người ta dùng hết tâm sức vào để học. Cho nên đây dùng cái từ là các vị hay tư duy cái điều đã học, tư duy. Đó, tư duy cái pháp đã nghe. Nhưng mình là lại không có điều này, và không có điều này cho nên mình chấp trước vẫn còn. Nhưng mà các vị sau khi mà tư duy cái pháp đã nghe rồi thì mọi chuyện đã thay đổi. Tại vì cái pháp giải thoát của Đức Phật, nếu mà để tâm, chúng ta dùng cái từ là để tâm thực sự vào, thì mình thấy học tới đâu á, nó mở toàn mình ra tới đó. Học tới đâu nó gọi rửa sạch mình ra tới đó. Học tới đâu nó nâng tầm mình tới đó. Học tới đâu mình trong sáng, mình thanh tịnh, an lạc tới đó. Còn mình học pháp mà nghe từ sáng sớm tới chiều tối, tối ai chọc chửi tắt bếp luôn. Thế có nhiều người bởi vậy nói tới nói lui, mình nói những cái chuyện đau buồn trong tăng chúng đó. Chút xíu thôi huynh đệ, chỉ là không gì sai mình chút thôi là dựng dậy để chửi làm rùm beng động chúng mà mình vẫn không thấy. Mà cứ là ngày này cũng la động chúng, ngày kia cũng la động chúng, ngày nọ cũng la động chúng, mà thể hiện mình là cái người đúng, mình là hay, mình là vấn đề không được như vậy, rùm beng hết làm chúng ngủ không có được, mà vẫn tiếp tục là, mà cho mình là cái người hiểu biết. Đó thì cái đức tàm quý mình không có huân, chỉ còn một lời thôi. Một lời xúc phạm, một lời lớn tiếng, một lời bất ổn, bất an xảy ra nơi tâm mình, bất ổn mình mới xì ra. Và mình phải tỉnh lại với cái sự bất ổn này của mình, là mình phải sám hối đại chúng. Nếu mà làm động ba người, sám hối ba người, động bảy người, sám hối bảy người, động hết chúng là lại hết chúng.
thì mới hy vọng là mình huân cái đức của mình. Còn người tu không có điều này, và không có điều này thì thua. Ví dụ như một cái hạnh rất là nhỏ thôi, một vị tăng đúng giờ đó vào tăng đường ngủ, mà giờ đó mình không có vào ngủ, mình vui chơi hay là mình lén đi chơi gì đó không cần biết, thì tăng chúng chỉ cần thắc mắc thôi, họ nghi ngờ mình thôi, là ngày hôm sau phải đáp y lại, đảnh lễ đại chúng, bạch chúng là đêm hôm, vì lý do gì một cách rất rõ ràng minh bạch. Con lễ cho đại chúng nghi ngờ, đó là cái lỗi của con phải sám hối. Còn này không có, người mỗi đêm mỗi trốn đi chơi, bây giờ nói cái mặt tỉnh beo rồi mình tưởng mình đại ca vậy đó. Nói kiểu đó vậy. Đi đời họ tàn. Tức là cái tâm mình nó ly chúng, mặc dù mình ở hơn chúng nhưng mà cái tâm mình ly chúng, cái tâm mình hổ hoài chúng. Nghe những điều này mình sẽ nói đúng một cái bài đó để tất cả những cái chuyện mình thấy rõ ràng là giá trị của một cái vị tăng không có ở nơi tâm của mình. Mình chưa từng coi mình là tăng. Cho nên những cái sai phạm, những cái mà lỗi lầm, những chuyện lỗi thể ra rất là rõ. Nên mình không có thể thăng tiến đi đến cái chỗ thanh tịnh được. Tại vì tăng là thanh tịnh mà. Nhưng mình không có định giữ cái sự thanh tịnh của mình. Mình không có coi sự thanh tịnh là cao quý. Cho nên là những cái điều này mình làm mất mình, mất đi cái cao đẹp, cái cao quý của một cái giá trị của tăng đoàn, bản thể của tăng đoàn bị mất đi. Chẳng cầu lợi dưỡng, chỉ thích Phật Bồ Đề. Tự nhiên nói đây cái tôi nhớ tới cái bữa hôm trước đó, mình nói về bà Võ Tắc Thiên. Thì tôi thì tôi bằng trực giác thôi, chứ không có nghiên cứu, ít có tài liệu nghiên cứu, lại không có đọc sách. Thì bữa hôm rồi tôi nói về bà Võ Tắc Thiên thì tự động có một cái người Phật tử họ gửi về một cái mail về bà Võ Tắc Thiên nữa. Nhưng mà chỉ do có cái câu này là tôi mới nhắc lại nè. Cái bài kệ tụng thì mình không bàn rồi. Bản thân bà Võ Tắc Thiên là một cái người rất là quý đạo từ hồi thổi bé. Và bà thỉnh những cái vị danh tăng ở Ấn Độ để dịch kinh. Nhưng trước cái thời bà Võ Tắc Thiên thì bộ kinh Hoa Nghiêm không hoàn thiện. Đó, tự nhiên mình giảng kinh Hoa Nghiêm của mình nhắc tới bà, nó cũng có cái điều linh thiêng đó. Ngay cái đời của bà Võ Tắc Thiên mới hoàn thiện bộ kinh Hoa Nghiêm này. Đó là cái thứ nhất mà chúng ta học kinh Hoa Nghiêm chúng ta phải hiểu. Trước đi là có rất là nhiều nhà dịch giả, dịch thuật ở Trung Hoa dịch rồi, nhưng mà không hoàn thiện, chỉ có đời của bà Võ Tắc Thiên mới hoàn thiện. Cho nên cái bài kệ mà được ghi ở trong cái lời tựa của cái bản kinh Hoa Nghiêm mà theo tài liệu các người gửi về cho tôi thì là cái bài Vô Thượng Thậm Thâm Vi Diệu Pháp đó. Đó thì đó là bài tựa. Và sau đó bà có nói một cái câu như thế này mà chúng ta thấy rất là quý nè. Bà nói bà là cái người yêu đạo Phật từ thuở bé và luôn để tâm ở Bồ Đề. Tại vì cái Bồ Đề này, nghe Phật Bồ Đề này tự nhiên mình nhớ là không phải Bồ Đề mà luôn để tâm ở Ba La Mật. Chính xác cái từ như vậy. Tức là bà yêu đạo Phật từ thuở bé và luôn để tâm ở Ba La Mật. Không có rời, không có rời. Nó để thấy rằng người thích Bồ Đề, thích giác ngộ chứ không có thích cái chuyện khác, và luôn để tâm như vậy. Thì đó là một cái tài liệu mà sau cái buổi nói chuyện kỳ rồi tôi được một người Phật tử họ gửi về. Và đó là một cái hiệp hội nghiên cứu của Canada. Gần như là họ tổng hợp được tất cả, không phải là tất cả, mà được một những cái tài liệu rất là quý giá liên quan tới bà Võ Tắc Thiên, về cái việc mà bà đối xử với đạo Phật như thế nào. Mà rõ ràng là cái thời bà Phật Pháp rất là thịnh. Riêng có Ngài Pháp Tạng là cái người mà bà kính trọng nhất và tin tưởng nhất về Phật Pháp. Và vị Pháp Tạng là một trong những người hiểu nhiều thứ tiếng. Cho nên là một là bà cho Ngài Pháp Tạng tự do đi các nơi để thu gom những tài liệu kinh điển. Và thậm chí là cái tài liệu kinh điển mà về mật tạng á, thì cũng xuất phát từ cái thời của bà vợ, của cái Ngài Pháp Tạng á, dịch để cho những người Trung Hoa học là cũng
cũng là cái thời của bà Giáo Tác Thiên là được Ngài Pháp Tạng thu gom những tài liệu đó về. Nói chung là cái công lao mà đóng góp cho Phật Pháp từ cái thời nhà Đường ấy, mà bà Giáo Tác Thiên là một trong những người mà có công lao rất là lớn. Nhưng mà cái câu mà bà nói là yêu Phật Pháp đó, và luôn để tâm ở Ba La Mật, hay gì chứ Bát Nhã Ba La Mật, mà không có dùng từ Bát Nhã mà chỉ dùng cái từ là để tâm cho Ba La Mật thôi. Đó là một người mà học Phật, hiểu Phật và ngộ lý. Phải dùng cái từ ngộ đạo chứ không phải ngộ lý đâu. Tại vì trước khi mà bà sai sứ giả vào gặp Lục Tổ Quan Năng là bà đã thỉnh thần tú về triều đình để làm quốc sư rồi. Nhưng mà sau nhiều năm học ở thần tú, cứ nghĩ là thần tú là Lục Tổ, hiểu chưa? Là Ngũ Tổ truyền cho thần tú, tại thần tú là giáo thọ sư ở trong chúng của Lục Tổ. Ngoài ra bà cũng mong muốn làm sao có một vị tổ để làm thầy, bà mới thỉnh thần tú về. Thần tú là quốc sư, nhưng mà sau giai đoạn quá dài học rồi mới thấy ra, bà ghê không, bà mới thấy được thần tú không có phải là người ngộ đạo. Bà mới tìm hiểu thật là kỹ thì thấy người được truyền y bát chính là Lục Tổ. Bà mới cho người đi thỉnh dùm Lục Tổ là quyết định không có về hoàng cung. Cho nên bà sai một cái người cực giỏi để mà tới Lục Tổ để nhận được đạo lý về truyền lại cho bà. Chứ không thể hiện, chúng ta thấy một cái vị vua nếu mà thỉnh một vị tăng mà gọi là cái gì, không có nghe lời để về hoàng cung là coi chừng đó. Không? Nhưng bà quá kính trọng tổ, kính trọng người đạt đạo. Thì khi mà mấy lần mà sứ giả đi vào đi về rồi, Lục Tổ từ chối rồi, thì bà nói là không có nên động những cái bậc chân tu như vậy. Ta vì công việc của quốc gia không có đích thân đi lội sâu vào rừng, thì bây giờ cử một người đi, và đi dặn rất là kỹ là nói lời nào, chữ nào ông phải nuốt trọn lời đó, chữ đó về cho ta. Cho nên là vô sau khi mà gặp Lục Tổ mà ngộ rồi thì quay về nói bả ngộ liền. Tức là ngộ qua trung gian khai thị của Lục Tổ. Thì đó là những người căn cơ rất là lớn. Và cho nên chúng ta nhiều khi đó là cái việc mà họ đã dựng ngụy sử rồi á, thì đó là việc chính trị mà mình không thấy rõ ràng là đất nước Trung Hoa là họ trọng nam khinh nữ. Mà trong lịch sử mà có một người nữ lên làm vua mà làm vua lâu nữa chứ, trời đất ơi, làm vua tới 50 năm. Tại vì sau này tới hình như là tới đời nhà Thanh mới có một vị vua, Càn Long thì cũng có 40 năm. Đó thì vậy là những cái vị vua mà làm vua lâu và đất nước hưng thịnh, mà phải dùng cái từ cái thời đó là Phật Pháp hưng thịnh, thì đó là một trong những người mà chúng ta rất là, phải nói rất là nể phục. Nhưng mà có liên quan tới quyển kinh này, thì đọc lại tài liệu tôi thấy là họ nói rất là rõ ràng, họ vẫn nhiều lắm nhưng mà đại khái mình không nhớ hết. Nhưng mà cái công lao để mà hình thành trọn vẹn bộ kinh Hoa Nghiêm là từ bà Võ Tác Thiên. Trước đó thì cũng có nhưng mà bản dịch không đầy đủ, mình phải nói rõ như vậy, không đầy đủ. Chính bà là cái người mà mời những vị đạt đạo từ Ấn Độ qua kết hợp với vị Pháp Tạng và một số vị có đức tu tập trong thời đó để có thể hoàn thiện bộ kinh Hoa Nghiêm này. Thật ra là xưa giờ mình học mình không có tài liệu, mình cũng không hiểu là trước cái giai đoạn nào nó hoàn thiện. Nhưng mà bây giờ mình học để mình thấy là có một cái tài liệu nói về người có công mà hoàn thiện được bộ Hoa Nghiêm này lại là bà Võ Tác Thiên. Thì những người theo đạo giáo chắc chắn là họ không theo đạo Phật là chắc chắn họ sẽ phản đối, hoặc là những người mà không có nghiên cứu kỹ thì họ sẽ phản đối mình. Tại vì sâu trong lòng của họ đã đọc cái ngụy sử là thấy bà kia là một cái bà xấu xa này nọ kia đủ thứ chuyện rồi. Hồi đó mình học và thậm chí là nó có dựng một số cái bộ phim á. Nhưng mà khi chúng ta học Phật á thì có những cái mà chính mình được gặp gỡ trong cuộc đời thậm chí mình vẫn còn lầm, huống chi là đã qua một đời khác, trang sử đã thay đổi. Cho nên có nhiều lúc sử của các vị tổ vẫn có nhiều cái lệch lạc.
Và thực sự thì trong suốt cái dòng lịch sử, bởi vậy ít khi nào tôi giảng sâu về sử. Vì đó giống như kỳ trước mình đã nói lướt qua cái vụ mà sử 33 vị tổ. Thực sự là mình rất là đau lòng khi mà nói tới những cái việc mà mình đã nói. Nhưng mà sự thật bên sau thì rõ ràng là nó hoàn toàn nó không phải như vậy. Cái dòng truyền thừa nó còn nhiều chuyện để bàn lắm. Rồi tôi lại gặp một cái gì đó, tài liệu sau này nữa là không phải 33 vị tổ mà là cho tới trăm mấy rồi luôn á. Gọi là dòng chánh truyền á. Thì thôi, đó chuyện là chuyển giải của mỗi người, cái duyên học đạo của mỗi người, mình không muốn bàn sâu. Nhưng mà ở đây vì cái chữ gọi là thích Phật Bồ Đề á, mình muốn nói tới cái người mà dùng cái từ là họ yêu đạo Phật và cả đời của họ để tâm vào cái chỗ mà giác ngộ vượt thoát á. Ba la mật có nghĩa là vượt thoát. Thì lúc nào cũng để tâm chỗ vượt thoát chứ không có để tâm ở chỗ khác. Và cái nhân duyên Phật Pháp từ thở nhỏ cho nên dụng từ là yêu Phật Pháp, thì như vậy là cái người cũng hơi bị hiếm. Vì thật sự tôi nói chuyện ở đây liên quan tới bà Bảo Thất Thiên là vì nó cũng có nhiều cái nhân duyên lắm. Nếu mà nói về cái sự tưởng tượng thì cũng chấp nhận đi. Tại vì tôi có gặp một cái người, cái gì là cái cung cách của họ, cái hiểu đạo, cái hành đạo của họ, cái hy sinh của họ cho Phật Pháp. Và tôi có một cái độ cảm có liên quan tới Bà Chỗ Tăng Thiên, hiểu không? Và rõ ràng những cái điều xảy ra trong cuộc đời của người đó tôi nghiệm là nó có liên quan. Tại vì khi mà tôi nhớ hồi tôi chuẩn bị giảng Bộ Hoa Nghiêm á, ủng hộ kinh hoàng lắm. Phải nói là thề nguyện đủ thứ để mà ủng hộ cho tôi giảng trọn vẹn cái bộ kinh này ngay từ đầu. Những cái liên quan mà mình hiểu theo cái kiểu mà trực giác của mình á, thì rõ ràng là những con người này có liên quan với nhau. Liên quan tới mức độ nào thì mình không dám nói, nhưng mà tôi nói là có liên quan. Và cái ngày đầu giảng kinh Hoa Nghiêm á, thì rõ ràng người này giống như là nó dùng từ là trợ lực á, trợ lực nói rất là nhiều về bản kinh Hoa Nghiêm, mặc dù là những cái nói của người đó không có đạt tới những cái điều như kinh Hoa Nghiêm nói, nhưng mà với cái cảm khái, với cái thích thú mà để vui mừng mà khi tôi mở tâm ra, tôi quyết định tôi giảng bằng kinh Hoa Nghiêm, thì đó là người ủng hộ tôi đầu tiên, ủng hộ rất mãnh liệt. Và đi đâu cũng lại là xin cho tôi được giảng trọn bộ Hoa Nghiêm này, để cho trời người thì được lợi lạc. Không có lúc nào còn sống mà đi lễ bất kỳ cái chùa nào, quỳ đốt nhang bất kỳ lần nào trước trượng Phật mà không xin điều này. Thì đây là những cái nó có liên quan. Với tôi thì tôi cảm giác liên quan sâu lắm, không phải là liên quan bình thường. Hôm nay chúng ta học tới đây chúng ta nghỉ ha. Chiều mình học tiếp. Chúng sanh vô biên thệ Phước trí
sự